bao nhiêu chị? Hình như chị sao ăn không dai má? Dở lắm. Đủ ít chị. Dối. Nó giống như cái mùi lông. Phải không chị? Ngay cái họng có không? Hà trúng cát. Chạy đâu đó, chạy kia kìa. Chán quá hả? Chạy món hả? Ui. Cái nó là không phải là chè mà là gọi là cháo. Chè đâu mà chè. Cho lại cái điện thoại chứ không ăn nữa đâu. Dở lắm. Cảm ơn cái điện thoại chứ sao hả? Hồng đằng sau á, xây còn xây nhí chị. Rồi vô lại nha. Hết con này là gì? Tình vô nãy về pha nước chè. Có không? Có em ly được. Có chứ. Chắc ok rồi đó. Rồi lên đi chẹo mình ơi, tương tác dùm Nguyên nha. Cho ly được các chị. Không có cái vị gì khó chịu quá. Cái gì kỳ đúng không? Rồi có luôn. Cái rì cũng có hết nhưng mang cái quần đùi nó không hợp lắm thôi kệ. Hồi nãy lỡ mang cái quần đùi trừ đi thay làm biến quá chứ. Còn cái này mà chị em mà mang quần công sở không được đẹp lắm. Rồi ok, lấy sale nha. Tương tác chị em mình nè. Chấm tương tác lên luôn dùng đi. Gác nó gác tiếng nhé. Bỏ rồi mà không biết. Áo khoác càng bộ hồng. Có size 38 40 kg thì cô Duyên muốn 2 kg à. Muốn 2 kg không được mà chú đến 40 cho nó thông thả. Nắm xuống tới dưới bụng luôn ấy. Két nó là tí chứ. Mình làm chi ức men nó gì á. Người lắm chị mà ức men người ta như thế nào. Tiền đấy, như kiếm tiền ức từ tan khúc tan tới cái quần sau đít nè. Rồi lấy đi chợ mình ơi, tương tác đi chợ mình ơi. À, áo gió xanh phía sau bao nhiêu ký vừa? Sao mấy cái áo xanh luôn chị? Con này đài size đến 38 kg 40 kg là ok. Rồi lên nhanh, ưa con áo con đang mang thì con sale luôn, áo đang mang luôn. Thả xuống đi cho ăn sạc xì đi. Con này đẹp, con này đẹp. Thả con áo này xuống cho nó sạc xì đi. Rồi cho lên bán tặng cái này trước. Tương tác đi chị em mình ơi. Rất là rẻ. Tương tác nha. Con gì đây chữ nổ 55.000 bán tặng nha. Giá con này là giá bán tặng nha, cố gắng chia sẻ mạnh tay cho Nguyên như vậy mình ơi. Cố gắng chia sẻ mạnh tay, thả tim, thả like, chấm tương tác. Thấy. Ủa, cái con này không có chơi. Không đưa dán ăn, kêu ra không đưa dán ăn, ăn xong là lắm chuyện, nhiều chuyện. Sao à? Màu hồng đậm đó. Siêu nhẹ hả? Lại thử kìa, nhưng mà sao không có sai chị. Con này lên, con này bán tặng nha.
này trả bao nhiêu nè? Con này đẹp cực luôn, size 55 đổ về nhá, xịn sò. Con này em bán tặng luôn chị em mình con này. Đầu like coi như bán tặng đầu like nhá, 39.000. Có mấy con thôi, 5 con. Trong mã chữ nổi 39.000. Con này chắc có tông tàu. Con này là có tông tàu nhá, 39.000. Giá này chuẩn giá bán tặng nha chị em mình ơi. Hàng này em đang sale 55, size này là size 55 đổ về chị em chốt đẹp. Có tông tàu mà toàn bộ chữ nổi nhá chị em mình ơi. Riêng cái chữ nổi mua bao nhiêu tiền chị em mình ơi? 69-79.000 là giá bình thường, giá nhà Nguyên bán chữ nổi là đi 69.000. Trong nguyên con này tặng 39, có mấy con thôi. Lên rồi lấy chị ơi, chốt mã này lên mã tặng 39 cho Nguyên là ok nhá. Áo lên sao chị ơi, con này tặng 39k đi. Chốt mã tặng 39, cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên nhé. Tặng 39.000, mấy con thôi. Cái này có mấy con thì chị nào lên nhanh có nè. Giá chuẩn bán tặng nè. Thì Thủy Đinh cái nè, Thủy Đinh cá nè. Chị Dung Trà có đơn chưa ta? Chị Dung Đà Trà không thấy thông tin nè, không thấy thông tin. Chị Flower Nguyễn nè, chị em mình khách không lên thông tin lại bỏ qua nhé. 39.000. Chị Thảo Phạm không giấu nè. Cho chị Nga Nguyễn nè. Chị Trâm Lê là hết nhá. Hết nhá, 39.000. Hết nhá, hết nhá, hết mã này chị em. Rồi con này. Comment mã cam đi. Tặng 35 à, tặng 39 luôn, cam. Cam tặng 39. Sao chị đi nghỉ vậy? Cam tặng 39, cái này con cá được kìa, chiếc lời được kìa. Mà vải đã rồi. Cái này em còn con cái à, 39.000 luôn. Lên mã cam 39, giá này chuẩn giá bán tặng như vậy mọi người. Cam 39, chốt cho tay nhé. Áo em đang mang size 55, chờ em xíu xíu em lên mà. Con này tặng 35 luôn. Áo quên lộn, sorry, tặng 39 luôn. Tặng 39 nhé, cam 39. Tương tác như vậy mọi người, chấm tương tác lên luôn dùng nguyên. Cái này còn một con, lên mã theo 39k luôn, bao rip luôn. Thằng 55k đây nè. Size 55 đổ về. Lên mã theo 39k. Chốt lên theo 39 trong ngoài được có một. Theo 39 có một. Ngá chị nào lấy theo 39, chốt theo 39 trong ngoài là ok. Con này em không. Con này là hàng 59k, chốt mã 45 luôn. Lên mã tim. Không, hàng này em đang trẻ mình là 63.000 chứ con này 63.000. Con này 63.000 đi mã 50 đi chợ mình ơi. Còn mấy mã 50 nhé. Chị nào lấy cái này lên chờ một xíu. Lên con áo con đang mang luôn, chờ một xíu một xíu. Chị nào lấy cái này lên mã 50 đi. Tim phong to nhé. Tàu 39 cho chị Nguyễn Hằng. Còn, à, con này đẹp lắm nha. Tàu nhá, chốt mã tàu. Lên mã tim chung là được đi, 50.000. 50 nhá, chị nào lấy tim 50, chốt tim 50 chung là được. Tim 50, ui con này lại quá đẹp. Tim 50 chung Nguyên nhá chị em mình ơi. Rồi lên mã cổ chung Nguyên. Cổ 45 cao luôn. Ui con này nè, phải hàng 59, hàng hàng công ty đó chị em mình ơi. Lên mã này là mã cổ, mới đọc xong mấy tiền. Con này chị mới đọc xong mấy tiền. Cổ này size 55 đổ về, lên mã cổ đen cho Nguyên nhé. 45k đi. Cổ 45 chung là được. Chị em mình nhớ comment cả cái giá vô dùng Nguyên nhé, nhiều khi là đọc cái giá đâu đâu á. Cho Nguyên con này bán tặng cho chị em mình là 45.000. Nha, lên mã 45 chung là được. Cổ 45, tìm hết rồi đúng không? Cổ 45. Tim chốt kìa, Phan Thị Kim Yến kìa. Không chia sẻ à? Chị Thị Đinh chia sẻ không? Chị Nguyễn Tuấn chia sẻ không? Bởi chị Thị Đinh đi. Cổ đen Đinh, cho chị Thị Đinh. Rồi cho nguyên con này, bán tặng luôn chị em mình 30. 39.000. 39.000, có tông tàu. Ưu tiên cho khách chia sẻ nha. 39.000, tại vì hàng này toàn bộ hàng em đã sale rồi, đang bán tặng rồi. Cho nguyên con này 39.000. 39 xanh, 39 trắng, con này có tông tàu. Hôm nay 57 độ về chị em chúc đẹp nhé. 39 xanh, 39 trắng. Vải mà nhận hàng về vải 6 đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn ấy. Riêng mà có tông tàu, hàng đẹp em báo hàng đẹp nhé. Con này lên mã này là mã 39 xanh, 39 trắng. Cưng cho 39 xanh và 39 trắng, giá chuẩn bán tặng cổ đen hết rồi. Lên mã 39 cho Nguyên là được. Còn được hai cá hai màu, 39 đen, 39 trắng, chút lên luôn dùng Nguyên là được như vậy mình ơi. 39 đen, 39 trắng. Nhá chị nào lấy chút nhanh tay nhé. Cho luôn cái làm cho em bỏ riêng rồi đó. Em chỉ bỏ riêng rồi đó. Cho chị lên cái gọc này luôn. Áo đang mang luôn. Áo đang mang luôn. Ok, lên áo đang mang luôn. Bán tặng nha. Con này hàng Burberry, hàng xịn lắm luôn ấy. Cổ em hết rồi, cho chị cái áo đang mang luôn đi em. Cái này chị nào nhanh có, em còn được tầm 20 con là hết. 20 con hết. Cho chị màu vàng chị đang mang trước. Vàng chị đang mang trước. Nguyên 52 kg đang mang size S, thứ còn cái à.
À cái này màu vàng khác. Cho chị lên nguyên tạp đi. Cho lên nguyên tạp nó đi. Đi bỏ hết cho chị nguyên tạp nó đi. Lên nhanh nha chị em mình ơi. Phải nó rất là đẹp. Còn cái xây mờ trắng đen chị Hoa Đoàn chia sẻ không? Trắng đen nào. À trắng xanh. Hoa Đoàn có chia sẻ không? Xây mờ con cái. Đây chị em mình con này 55.000 cái. Đẹp. Từ chắc đến phôm nha chị em mình ơi. 55.000 con này luôn nha. Chị nào lấy vàng xây mờ thôi. 55kg đổ về và 55k. Vàng xây mờ. Vàng xây mờ, vàng xây mờ. Chị nào lấy vàng xây mờ. Em không có, quần em đang mang không có chị ơi. Quần em đang mang bán lâu rồi. Vàng xây mờ cho chị Lâm Thị Mỹ Lai. Xé cho chị Hiền Nga Đào và đây cái đang mang. Hiền Nga Đào cái đang mang. Vàng còn cái CS đây nè. Vàng đây còn cái CS nè. Cho chị Huyền Huyền Nga Đào. Huyền Nga Đào. Vàng mờ đây cái chị Ti Ti nè. Vàng ngoài cái chị Ti Ti. Không có L đâu chị. Không có L đâu. Hết mờ rồi. Còn S. S thì Thảo Phạm. Rồi ok. Còn cái mang CS nữa là hết. Thì Ti Ti CS nữa là hết. Ti Ti CS nữa là hết vàng. Cam này đang em. Cam ở dưới còn 2 cái này. Cam ở dưới còn 2 này. Còn cái rồi. Cam S đó là. Cam này có 3 cái CS. Đẹp 55.000. Vải nó đẹp chứ hàng mà hàng 6 không nói tới nhá. Chút đến 50 cho nó thông thả cho một cam. Không có đâu chị Phương Nguyễn ơi, không có sai đâu. Không có đủ ri đâu chị, hàng này em lại tải sai ra rồi. Cam này có mỗi CS. Cam mỗi CS, chị nào lấy cam S chút cam S. Hết vàng nhá, cam Trung Nguyên. Đẹp lắm. Cam S gì ti ti. 3 cái thôi. 3 cái cam đây nè. Cam CS sai chút đến 50 đổ về thì chị em chút đẹp. Mà nguyên đang đi dễ mình giá là 55.000 con. Phát nhanh như dễ mình ơi. Đẹp. Chị anh Gồm Nguyễn lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em đi chị. Xếp nè. Anh Gồm Nguyễn lên thông tin luôn cho em đi chị. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live. Cam xếp chị Trương Yến. Chị Thủy Đinh. Có rồi chị Thảo Phạm. Trương Yến chị Thủy Đinh. Rồi hết cam. Trương Yến Thủy Đinh đâu? Hết rồi. Chị Thủy Đinh không có nhé. Chị Thủy Đinh không có nhé. Chị anh Gồm Nguyễn không có thông tin là em không chốt nha. Để lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em. Cái thị đen chưa có nha chị ơi. Rồi đỏ đô. Đỏ đô. Để có cái dài tay rồi. Rồi đỏ đô này CM, CS. Đỏ đô CS kiểm tra giùm chị. Đỏ đô CSM. Đỏ đô có CS và CM nhá. 55 đổ về đó. Đỏ đô CS và CM. Cũng có cái dài tay lột vô. Rồi lên đỏ đô Trung Nguyên là được có 2 cái nha, một cái F, một cái M. Thôi bóc đại đi. Cái này có túi nè. Thôi bóc đại đi. Cả có túi trước, có cả không túi nữa nè. Rồi cho nguyên mã đỏ đô chung là được. Đỏ đô CF và đỏ đô CM. Đỏ đô CM chị Trương Yến. Trương Yến. Xé chị Đinh Hoa. Xé chị Đinh Hoa. CM chị Nguyễn Phương. CM chị Nguyễn Phương. Nguyễn Phương. Còn cái CS nữa thôi. Còn cái đỏ đô CS đang đi chị mình 55.000. Nó quá thể rẻ luôn nha. Con này quá thể rẻ. Chưa có chị ơi. Chưa có chị Kim Chi nhá. Đang đi chị mình là 55.000. Giá này gọi là cực kỳ rẻ luôn. 55k. Vàng hết rồi chị. Vàng hết rồi nha. Con này còn không? Con này nhìn xuyên sâu quá. Như dài tay à. Con này dài tay rồi em. Bên này nè, tát này nè, CM. Bên này nè. Đấy, ừ. Coi phải dài tay phải. Con này dài tay cho Nguyên nhé. Coi phải dài tay không? Em cứ mở ra phải dài tay không? Rồi cho Nguyên mã dài tay cũng đi đồng một giá luôn. 55kg đổ về là chị em chút đẹp. Rồi lên mã dài tay cho Nguyên nhé. 55 đổ về là chị em cho ok. Và giá lên chị em mình con này là 55k. Một con áo dài tay. Vải nó gọi là vải... thơm mềm, mềm lắm, phải hàng cứng 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 đâu chị, mình yên tâm là dòng hàng xịn nha. Hết. Ừ để ý. Rồi nhá, vàng em hết rồi. Chị nào lấy cái này lên mã dài tay chung là được. Toàn bộ CM nhá. Hàng xịn sò như này đi 55.000. Chị nào lấy dài tay lên dài tay. Dài tay có mấy cái à? Dài tay CM hết nhá, chị Thủy Đinh cái, không có CL đâu chị ơi, em đọc SM thôi. Chị Anh Đoàn ơi lên địa chỉ trên live dùng Nguyên với này. Nên địa chỉ luôn trên live nhé. Có S với M thôi, không có CL đâu chị em mình ơi. Không có CL nhé. Cái 55 cái đổ về là chị em chút đẹp thôi. Không có CL nha, để ý luôn dùng Nguyên.
Còn cái dây tay CL em đang đi 55.000 cái. Con này mà không phát nữa thời tiết đúng không? Quá là rẻ luôn. Rẻ hơn giá hàng chợ nữa luôn ấy. Trong khi mình mua hàng xịn sò nha. Hàng đẹp như này. Nha, chị nào lấy dài tay CM thôi. Có mỗi CM không có CL. Chị nào lấy CL không có size đâu. Thì chị Angel Nguyễn CM. Lên rồi, lên rồi. Em đang đi 55.000 nha, dẻ một nơi quá là rẻ luôn. Ai lấy cái này nữa lên nhanh tay cho Nguyên CM. Size M55, chị nào lấy M55, chút M55 chung là được. Quá là rẻ. M55 còn màu chín không em? Còn một kem à. Kem này cặp ba. Thế. Kem này ngắn tay. Kem M, kem M, kem M, kem SM. Màu kem CSM 55k. CS và CM nhá. Chị nào lấy kem comment kem chung là được. Đẹp vì. Màu này cũng đẹp. Nha, chị nào lấy kem, em thử chị em cái màu này. Còn một kem nữa, chị nào lấy kem lên kem nhé. Giá đang chị em mình con này là 55.000 kem nhé. Có dùng bỏ cái đằng sau này. Nhá. Chị nào lấy kem? Hồi nãy chị mang cái đầu kia đó. Hồi nãy chị mang cái đầu. Còn bao nhiêu tấm hết đây đó. Còn một kem cho Nguyên nè. Kem có size SM. Em này F và M nha chị em mình ơi. SM luôn chị TT. SM chị TT. SM đang mai chị Đinh Hoa. SM đang mai chị Đinh Hoa. Còn cái này cho chị Phan Huỳnh nữa là hết. Phan Huỳnh nữa là hết. Hết nhá. Còn hai cái màu 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 bò bò bò. Màu bò CS. Bò hai cái CS. Bò này có hai cái CS. Lên bò trong là được hai cái size S và giá đi chị em mình 55.000 con. Hai cái màu bò size S đi chị em mình ơi. Lên bò size S có hai con. Đi chị em mình 55.000, rẻ quá. Rẻ thiệt sự rẻ luôn á. Rồi nha, có hai con màu bò size S, chốt bò size S chung là được. Đẹp, em thấy màu nào lên cũng đẹp hết á. Cái mã này màu nào lên cũng đẹp hết, caro là rất là dễ mang. Nha, chị nào lấy màu bò size S, con này 50 đổ về chị em chốt đẹp hai con thôi. Mẫu này có hai con size S. Màu nào cũng đẹp, cái nào mà chị em mình biết quần công sở hoặc biết chân váy nó sẽ đẹp hơn màu măng đùi. Chị nào lấy bò lên bò có hai con thôi. Giá đi chị em mình con này là 55.000. 55.000 bò, chị nào lấy bò chút bò. Cái mã này em còn sót được mấy cái này. Mã này còn vài cái bán tặng nốt luôn chị em mình. Cái này cọc tay rồi ta. Con này bán tặng nhá, lên mã sọc cho Nguyên là ok. Chị em mình xem like chịu khó tương tác lên xíu nha. Ôi nãy giờ tương tác kém quá. Con này bán tặng luôn. 35k luôn, size 55. Được 4, được 3 cái. 35k, size này size 55 nha chị em mình ơi. Lên mã sọc 35 cho Nguyên là được. Size 55, cái này gần như là rip. Hàng này em đang chị em mình 55.000 nè. 55.000 hay 49.000 nữa. Còn được 3 con, đi chị em mình 35.000. Chốt mã 35 cho Nguyên là được. Comment mã 35 chung là được. Chị Thảo Phạm đã có đơn lần nào chưa ta? Gió vàng xanh. Tức là chị đã đi đơn lần nào chưa? Chừng này chị Thảo Phạm đây đã đi đơn lần nào chưa Hiền? Thảo Phạm không giáo. Khách mua nhiều là cọc trước cho em mới đi đơn nhé. Tại vì hàng em đã sale hết rồi. Kiểm tra thử cho chị Anh Quỳnh Nguyễn. Coi thử giờ khách mới hay cũ ấy. Ok, Thảo Phạm hai cái, hai cái bóc hai màu đi. Đấy. Cho chị TT một cái. TT một cái. Cách sạch. Con này em tặng 35 luôn. Tặng 35 hồng luôn. Con này hàng găng này, tặng 35 luôn. Giá này chọn giá bán tặng nha, 35.000. Cái này xỉ lại ngang nhau nha. 40-60 gì mang ok con này. Giá này là hàng rất mẫu lại cái em bán tặng đấy. Tặng 35. Tặng hồng 35 luôn, chị nào lấy tặng hồng 35, chúc tặng hồng 35.
con này bị dơ xíu cái phần tay này. Con này bị dơ xíu nhé, bị ẩm sao xíu, cái này vậy em về giặt thử nhé, em không biết là có ra hay không. Con này lên mã tặng thôi, cái này không tính tiền, bị phần sau ấy, vậy mình phần trước không bị, phần sau bị. Bán màu trắng đẹp mà sợ đụng cái lăn dơ, đụng cái lăn dơ cho nguyên tặng trắng thôi, còn lên mã tặng trắng thôi, không đâu, lên mã tặng trắng. Hồng trước kia tặng hồng 35 cho chị Nga Trần. Lên mã 39k, dơ màu đen lên hơi bị chó, dơ màu đen lên hơi bị chó, Boris xịn lắm, dài này, chắc dễ mình lên cho nguyên con này 39 đen luôn, hơi bị chó đen kiểu nhá, 39k luôn, kiểu đẹp lắm nè, cái tài của nó này. Lên mã đen 39k, đen 39, con này 39.000 nha. Đặng không đồng cho chị Đặng Thị Ánh Tuyết. Rồi cho nguyên mã nu này tặng 39 luôn. Giá này chuẩn 3, chuẩn bán tặng như vậy mình là 55-59.000. Đấy, em nói em sale là em sale, em bán tặng là em bán tặng. Đen 39, chị nói đen 39. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nu 39 luôn. Đen 39 cho chị Anh Ngô Nghĩa. Boris nha, chị em mình mang body được, chị em mình đã chốt những con này nhé, 39.000 nu. Chị nào lấy nu 39 chốt, nu 39 chốt luôn dùng nguyên là được nha chị em mình ơi. Comment mã nu 39 có 1. Rồi lên rêu 39 cao luôn, chuẩn bán tặng rêu 39, rêu 39, đại tiệc 39, đại tiệc 29 luôn. Con này là Boris kiểu đẹp nhất là 55 đổ về chị em chốt, ok 55 đổ về nha chị em mình ơi. Comment mã này lên mã rêu 39 luôn, rêu có 1, 39 nghìn. Nu 39 cho chị Đặng Thị Ánh Tuyết. Sao mà đọc buồn buồn vậy, sao mà em đặt chậm chậm vậy em. Rồi lấy mã chữ nội 45 luôn. Sao vậy, sao vậy, sao vậy. Rồi lấy mã chữ nội 45.000 luôn. Size 55 đổ về như vậy mình ơi. Size này 55 đổ về thôi, 45.000 chữ nội luôn. Chị nào lấy chữ nội lên chữ nội nhé. Chị không đọc yếu thôi, sao em lại đọc yếu thế. Trong anh chữ nội nhé. Đồ chiều qua. Nhà em đang chốt đơn đó chị, đang chốt đơn đó. Rồi cho nguyên con này lên mã chữ nội 45. Chữ nội 45. Rồi lắm luôn ấy. Rồi lên con này kiểu chữ nội 45 cho chữ này bán tặng 39.000 luôn. Lên mã nhúng tặng 39. Bán tặng 39 này. Chắc rất là đẹp. Cái này nó dính xíu này, cào là nó ra. Thì nhẹ xíu chỗ này, cào không ra này. Dính cái hộp kia, cào nhẹ nó ra. Rồi cho nguyên con này, đơn tối á, đơn tối chút cho ta. Giờ mà dùng đơn tối hơi khó đó chị ạ. Dùng đơn tối hơi khó đó. Còn không thôi chứ còn dừng đơn tối nó hơi khó đó chị. Ngày hôm qua thiệt là ngày hôm qua em like cả tối cả trưa cả tối và dùng ngày đi em mới chốt này. Đó, thôi em hôm nay em cứ dùng trong ngày thôi. Chị em mình coi một like tối không là dễ mình thiệt. Đây cho nó nhanh chứ còn mà nhà em chứ chốt cho nó dứt đi. Trong nguyên mã đeo đen 39.000. Em like cả trưa rồi tối em còn gom để chị em mình like gom vô chung nữa. Đó, mà còn dồn gì nữa. Em nhà em tranh thủ cái ngày nào dứt ngày đó đi chị em mình. Rồi cho nguyên con nè, 39.000 luôn, con này Boris nè, đẹp nè. Size 50 đổ về, tặng 39. Giá này chuẩn tặng 39.000. Nha, bán tặng 39.000. Đây mã rip 39 cho nguyên là ok. Rồi tiếp luôn. Con này 50 mấy nghìn, 59.000 luôn. Đi chị em con này 45.000. Thì tranh thủ chứ vô like chị mua con cái xong chị ao ra. Chị cứ mua vô like chị mua con cái xong chị ao ra thì tất nhiên đơn con cái đúng rồi. Nên nhiều chị ví dụ như mình mình chốt được cái ráng ráng coi thêm trước, chốt được cả hai cái này đi đơn luôn. Rồi cho nguyên con này nhá, lên mã cổ xanh 45 luôn. Đấy, con này hàng đang đi 55-59.000. Riêng áo chung thì em lãi vài nghìn thôi. Con này Boris mà hàng công ty luôn. Lên mã cổ xanh 45. Cổ xanh 45 có một, chị nào lấy cổ xanh 45. Con này hàng hãng, hàng Gu E. Cái này của nữ nhé chị em mình ơi. Nãy bán tặng bao nhiêu tiền ta. Đi chị em con này 75.000 luôn. Con này đi 75.000 luôn, nhanh nha. Con này quá là rẻ luôn. Chắc đẹp lắm. Hàng hãng, hàng hãng, hàng hãng, size 57. 75.000, hàng Gu E nha. Vải bao phê phê luôn. Áo Nguyên mang like rồi chị, like rồi. 55.000 chứ mấy. Chị nào lấy cái này đây luôn dùng nguyên mã này là mã hãng cho mình nhé. 75.000. 75.000. Trời ơi, con này hàng 350, hàng giá tắt giá niêm của nó đó. Hàng này bolo xịn. Rồi một bộ
Bộ này size 60. Bộ có tông tàu 79 nghìn đó. Chị nào lấy cái này nhanh tay này, hàng 145. Hàng 145, xã 79. Lên mã bộ có tông tàu. Bộ nhá, size 60, 60 là chú ok nhá. Toàn bộ chữ của nó là chữ theo nhá, đẹp lắm. Có tông tàu. Và giá xã, giá này là giá xã nhá. 79 nghìn, giá bán tặng đấy, 79 nghìn. Nha, chị nào lấy bộ 79, chút bộ 79 trong em là ok. Bộ 79 trong em là được nhá chị em mà nó. Ê, đòn hiện trang có chốt cái gì đâu. Bữa giờ không chốt cái gì hết, bộ 79. Lên mã bộ 79. Không còn size to chị, còn size nhỏ thôi, không có size to. Hết rồi. Có size S mềm sao chị mang được, 55 đổ về thôi. Của hết là S. Thế có bên kia còn không? Có trên kia còn không? Ô áo nữ size 57 còn cái 89 gì. Áo gió nữ nhá. Ừ, bảo xuống chị đi. Con này em lên chạy bên 89 nghìn luôn. Nha, chốt mã 89 chung là được. Con này cũng quá đẹp luôn. Ok, bộ cho chị Huyền nha, Đào. Con này 89k. Lên mã gió 89k, size 57. Con này giờ không có hàng chị mình. Tiếp cái là không có hàng. Ủa, 79 chút đi. Gió 89 thôi chị Thị đi. Giá đi 89 nghìn thôi. Để sẵn cái mền đây, cái lạnh cái đắp đây à. Tám chín nghìn, con ba con này em bán tặng luôn chị em mình. 35 nghìn, size 55. Nha, lên mã áo phối 35 nghìn, size 55. Chị nào lấy cái hàng lên chuẩn giá này, giá bán tặng đấy. Hàng này màu kia đi 69 nghìn nữa, size M hết. Tặng 35, size 55. Nha, chị nào lấy cái này lên mã tặng 35, size 55. Hàng thì đi 69 nghìn, giá bán tặng chị em 35 nghìn. Chị nào lấy mã này lên mã tặng 35. Tặng 35 nhé, size 55. Size 55 được 3 cái. Chị nào lấy chốt thì đặng lý lai cái. Còn được 2, tặng 35 nhé. Cho chị Anh Đoàn và chị Ngọc Liên nữa lấy. Ngọc Liên nữa lấy. Hết nhá. Trong mã lửng con này bán tặng 39 nghìn luôn. Có tông tàu hàng 55. Đi 39 nghìn luôn. Thấy không? Chị em mình đang mua con này 55 nghìn này. Con này em đi chị em 39 nghìn luôn. Lên mã hồng lửng. Con này có tông tàu nhé, hút phối. Đang có chị mua cho thọc xí. Gì? Thọc xí đang ngồi tiếp rồi. Con này đi 39 nghìn, chắc có tông tàu nhá. Hàng này em đang đi 50 mấy nghìn này. 55 nghìn, 59 nghìn này. Đây chị em 39 nghìn. Rồi lên mã cô hồng. Cái này phun lửng rồi. Chị Phương Thảo nào đây ta. Chị Phương Thảo lên thông tin đi chị. Lên thông tin về chốt nha. Ờ, chờ chị lên thông tin đi. Tay gặp like này. Hàng 1988. Công ty nhá, 45k cam luôn. 45k cam. Chị nào lấy 45k cam, 45k đen. Đẹp lắm. Nha chị em mình mà, cái này tay của nó là tay gập như này, này. Chị ơi, chị Phương Thảo lên thông tin cho em đi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live. Con này đẹp lắm này. Con này chị em mình tới 57kg là ok. Từ 40 độ lên 57kg độ về. Phải nó rất là xịn, con này hàng công ty nhá. Rồi đi mua 45 nghìn. Cũng lắm. Mua áo thun mà chị em mình lăn tăn đi. Ở ngoài người ta bán chị em mình cao, cực kỳ cao. Vô nhà Nguyên, chị em mình mua ngon cái, vô nhà Nguyên được mua được khoảng 2 cái. Rồi cho Nguyên màu đen 45 nghìn. Đen 45 luôn. Đen 45 luôn. Cam cho chị Phạm Thị Ly. Rồi con này to nè. Con này phun to nè. Hàng này em đang đi chị em mình 55, 59 nghìn nè. Bán tặng 29 nghìn luôn. Đen phun to nhé. Để chị Phương Thảo không lên thông tin là chốt cho khách khác cái mã lửng đi nhé. Coi chị Phương Thảo nào không lên thông tin là em bảo cho khách khác nha. Đen cho chị Su Su. Rồi cho Nguyên con này 29 nghìn. Cái này lên mã nắp cho Nguyên là được. 62 vô tư, vải nó rất là đẹp như chị em mình ơi. Không phải hàng khô khô đâu. Em ưa em bán tặng thôi. Đấy, ưa là bán tặng. Nắp nha chị em mình ơi. Lên mã nắp cho Nguyên là được. Comment mã nắp cho Nguyên là ok nhá. Lên luôn chị em mình con này. Nắp 29 nghìn. Comment mã nắp 29. Không lửng hết rồi đúng không? Chị Phương Thảo ơi, lên thông tin cho em đi đã. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi. Chốt đơn kèm cả thông tin chứ không có thông tin sao chốt. Ôi chào ơi, Boris. Boris, Boris, Boris. Cho mượn cái điện thoại xíu chị. Con này Boris nè. Đang 29 gì thử Nguyễn. Con này 45 nghìn hàng công ty.
À, con này mới đọc xong ấy thì 45.000, con này đẹp này. Cái này hàng rất mẫu lại cái này 45.000. Đây mà 45k cho nguyên là được. 45 nhá. Đẹp lắm. Những cái hàng này em đi 5,9 thì rồi là rẻ nhất rồi. Con nữa hàng công ty luôn này. Đây mã đen 45 hả? Đen 45. Ở Boris đen 45.000. Boris cho chị Đặng Lina. Chị Phương Thảo không lên thông tin thì bỏ đơn cho nha. Rồi cho nguyên con này. Cầm em mã này lên luôn dùng nguyên này. Chốt mã này cho nguyên đi. Nguyên đi luôn, trẻ mình con này bao nhiêu tiền mới đọc xong bao nhiêu tiền ta? Áo nguyên mặt không có sống không? Con này đi 45 là con chơi. Đồ bé trai có. Đấy, cái này của sĩ ấy. Bao hồi nãy nữa. Có ở trong ấy kìa. Ừ, cái gì ta? Không phải chị gì mới 4 triệu mấy trong xa đổ. Soda này chứ. Nhớ cái gì vậy? Anh không lên đồ bé. Cái này rất chắc là màu đen kìa. Đen gì quế đinh. Con này 59.000. Đi nó trong chị em 45.000. Rồi lên mã theo chung là được. Comment mã theo chung là ok. Đẹp chưa? Giảng vô tư 55 đổ về. Cái này con cái em đi chị em 45.000. Lên mã theo 45 chung là được. Chốt mã theo 45 chung là ok. Theo 45 kiểm tra cái thông tin chị cho trong Zalo nha. Còn 50 cho đi đơn luôn. Rồi con này đi 45.000 luôn. Con này trẻ mình nên sang đi. Chứ sĩ không ra giá này luôn á. Cho nguyên con này màu bò. Xe 55 đổ về toàn Paris. Toàn Paris nhá. Chị đổ. Đổi thì trang. Phải đổi thì trang quen không ta? Chị đổi hình đại diện hả? Thấy không, chị đổi thì trang quen, đổi hình đại diện đúng không? Màu bò trong nguyên là được. Lên mã bò trong nguyên là được nhá. Chút bò trong nguyên là được, 45.000 bò. Nha, lên bò 45 trong nguyên là ok. Lên bò 45 nhá. Con này em tặng 39.000 bò rip luôn. Không có 60kg thì Kiều ơi. Cái này em có 55kg đổ về rồi. Khách mà đổi hình đại diện phát là ra khách mới luôn ý. Màu bò. Rồi con này 39.000 reo. Bò cho chị Thủy Đinh. Rồi lên mã 39.000 reo trong nguyên là được. Con này bị ấy chứ em gỡ rồi này. Cái này ấy ra là phải là nó ra 39.000. Bò em hết rồi, 39.000 xanh. Lên mã 39.000 xanh. Con này lên mã 40. Bò còn cá nè em. Bò còn cá nè. Bò còn cá, ai chốt bò chốt bò. Xanh cho chị Đặng Lina 39. Bò cho chị Mỹ Phụng. À, màu xanh cho chị Đặng Lina. Rồi theo hồng. Theo hồng. Trời ơi con này 45.000. Nghĩ ra làm sao vậy trời. Bò rip xịn như thế nào. Trong nguyên mã này là mã theo hồng. Lên mã theo hồng nhá. Theo hồng 45.000. Hàng đầy nhà ra. Nên là đi dần để cho nó gọn. Theo hồng 45. Xanh 39 còn nè. Xanh 39 còn cá nè. Rêu 39 cho chị Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly. Rêu của chị Đặng Ly Ná. Đặng Ly Ná thì Phạm Thị Lý. Rồi cho nguyên con này đen 39.000 luôn. Đấy. À, theo hồng chút chưa? Lên mã kiểu đen. Dài lắm. Toàn bộ bao rip nàng công ty á chạy mình ơi. Tặng 39.000 luôn. Theo hồng cho chị Đỗ Thị Trang. Này chạy mình nhìn chắc là nó dài cực kỳ luôn. 39.000 nó. Nha chị nào lấy. Ui cổ. Thế hey. Chị ưng đạp giá thì đạo luôn. Cái hàng này hàng 59.000 đi. 59.000 mà ư đạp giá mua đạp đi chứ. Con đặt cho nó khác lại thế thôi. Đem 39. Con này đem 49.000. Cho chị Đặng Thị Ánh Tuyết. Đi lấy đi à chị. Rồi xíu này em like xong chốt luôn. Rồi cho Nguyên. Nói thôi em gom sỉ luôn à. Chốt luôn đi cho nhiều cho được 50 món rồi chốt đơn sỉ luôn. Tính giá sỉ luôn. Ráng cho được 50 món rồi tính giá sỉ luôn. Cho mấy cái áo sọc đằng sau kìa. Thôi của chị công chị hình như là chuyển qua bao cam rồi đó chứ. Chịu Anh Trần Oanh. Đó sọc đang. Đó, ngay tay em. Đây, chỗ áo phao reo kìa. Gom đi cho đủ cái bao cam luôn rồi tính giá sỉ luôn. Đem 39 chút cho em. Cho chị Huyền Đào, Huyền Nga Đào. Đem 39 chút rồi. Tức là
cho chị đặng thì ăn tiếp rồi. À, hết rồi, thế chị, hết rồi chị ơi. Hôm nay chị toàn bánh Paris nhá, đẹp lắm. Chị Hà Yến không thấy, không thấy. Con này đi 49 ca nữa. Có cổ này sale 49 ca luôn. Hàng này hàng 59 của Nguyên á. Hàng này hàng 59 ca, riêng áo ốc ốc thun thì em lãi vài nghìn thôi. Em đi gọn luôn chị em, con này 49 đi. 49 vàng, 49 hồng. Đơn chị đi chung với một áo hồng mới lên đơn khi nãy. Áo hồng nào mới lên đơn chị Đặng Nguyên Na đang có đơn không? Đang có đơn không? Anh chị có 2-3 món mà má. Con này đi 49 nghìn luôn, làm sao mua được chị em mình ơi. Ừ, chắc nè. 60 còn bông trang qua tư, lên mã cổ vàng 49 chung ra được. Đẹp á. Cổ vàng 49. Rồi lên mã cổ hồng 49 luôn. Cổ vàng cho Đặng thì anh tiếp. Đặng thì anh tiếp. Rồi lên mã cổ hồng 49 cao luôn. Boris con này phong hơi lẫn xíu, vàng hết cái gì bên hoa. Đẹp lắm, con này Boris có cổ kế này nè. Ừ. 49 ca hồng luôn. Lên mã hồng 49 cho em là ok, giãn vô tư, giãn thoải mái, hồng 49. Chốt mã hồng 49 cho em là được. Hồng 49. Cái hàng này là hàng Nguyên cũng sale 55 nghìn. Cái này to nhé, con này phong to nhé. Lên mã sọc xanh và sọc cổ hồng em coi bên này còn không? Trong cặp này còn cổ hồng không? Chị em mình này, em nói này, cái hàng này ha, hôm bữa em đi 55 nghìn được không? Đó này. Cổ hồng cho chị Đặng Lina. Nó to bự nha, 60-62 mà clip của nó rip cực kỳ dài luôn. Rip của nó cực kỳ dài luôn. Em đi nót luôn con này, bán tặng cho em 39 nghìn luôn. Lên mã sọc hồng và sọc xanh. Rip này dài lắm. Sọc hồng và sọc xanh đúng hai con nhé. Lên luôn chị em con này tặng 39. Giá này chuẩn bán tặng luôn. Sọc, cổ hồng hết rồi. Đưa đưa coi còn cổ gì không. Sọc hồng và sọc xanh 39 nghìn luôn. Chị nào lấy sọc, lấy sọc cho Nguyên là được nhé. Hàng đó là hàng Nguyên đi 55 nghìn. Cổ hồng cho chị Hải Yến. Sọc hồng cho chị Sô Sô, sọc xanh chị Quế lên. Còn cái cổ nu 39 nghìn. Hôm lên quần nhiều rồi. Hồi tối lên cũng nhiều quần. Xíu này em lên áo xong, xíu này em lên quần. Xả banh luôn chị em mấy chục nghìn. Rồi lên mã cổ nu và cổ đen. Xả banh cái nách luôn à. Có cái màu hồng, màu xanh nữa các em kìa. Cái cổ kìa. Cổ nó có cái màu xanh cho chị lên luôn. Ở lái đi. Em thấy em cổ nu chị Thu Sương. Cổ xanh. Cổ xanh. Cổ nu là 49 nghìn. Rồi lên mã cổ xanh cho Nguyên, cổ đen luôn. Đẹp lắm, body xịn nha. Hàng này toàn hàng công ty hết chị em mình nè. Cổ nu em hết rồi. Xanh đen sao là gió chị ơi. Xanh đen sao là gió. Rồi cho Nguyên con nè. Cổ xanh ngọc, cổ đen. Trời ơi 49 nghìn. Riêng cái gì cháu Phong dẻo mình mang cái này là mang quanh năm. Những con này mang quanh năm. Rồi trong nguyên mã này là cổ xanh ngọc và cổ đen còn được hai cái. Mà anh giãn vô tư, giãn thoải mái nhé. Này, chắc. Mà đi 49 nghìn giá này là giá tổng xã luôn. Tại biển còn ít. Cổ đen cho chị Đặng Lina. Còn ít lên cho nó gọn nhà đó. Còn cổ đen, cổ xanh. Cổ xanh cho chị Đặng Ánh. Cổ bò thì anh tiếp. Cổ bò. Mà nghe chị Ánh Huỳnh hơi chậm nha. Cổ bò chung là được. Comment mã cổ màu bò. Chị Hải Yến mạng cũng chậm này. Cổ màu bò cái này 55kg mang đẹp nhất. Toàn hàng xịn hết cái dẹp mình ơi. Đi chị em con này 49 nghìn luôn. Nha lên mã cổ màu bò con cá 49 nghìn. Cổ màu bò. Chị nào lấy cổ bò chốt cổ bò 49 chung là được. Đây. Cổ bò 49. Rồi lên mã theo chung đi. Theo kèm màu. Cổ bò cho chị Đặng Lina. Theo này có hai cá chứ bác. Theo đen và theo màu màu xanh đen. Đen và xanh đen. Con này đi 45 nghìn luôn. Cái này mang đẹp lắm chị em mình à. Biết mấy con quần lưng cao như Nguyên đang mang là ok. Da cá à. Comment mã này là mã theo cho Nguyên nhé. Có cái theo đen, cái theo reo. Con này 45 nghìn. Đẹp lắm, toàn bộ là theo body. Cái này mấy quần lưng cao lên đẹp này. Chắc giãn vô tư thoải mái. Rê gì Đặng thì anh tiếc. Cổ hết rồi, còn theo đen. Anh tiếc là ai mà mua nhiều vô. Anh tiếc là ai mà mua nhiều vô. Mua nhiều vô duyên duyên cả tiền kìa.
mua đây nhân viên trả tiền kìa. Hả? Đặng thì anh tiếc cổ màu rêu. Không phải, không phải. Rêu, rêu theo á, rêu theo á. Theo á. Theo đen chị đi phạm. 45.000. 100. Trời, em có cái này lên mã này là mã chữ xanh, chữ mã cười đi. Cười xanh và cười cái này 55 đổ về Boris nhé. Cười xanh và cười hồng. Duyên làm lại, Duyên lên dạo chơi thôi chị. Rồi cho nguyên con này nhá. Bên đây không đủ tiền trả cho Duyên. Chị Ni Phạm. Lương không đủ trả cho Duyên rồi. Cho nguyên con này nhá. Lên mã theo xanh và theo hồng có hai cái 45.000. Hàng này toàn bộ là hàng công ty nhá, chắc đẹp lắm luôn. Ừ, cho chị lên luôn đi. Được hai con 45.000 chứ em cắt ra em nói nữa. Nè, không đừng đổ lỗi cho em giận đó. Sợ. Sợ quá. Giỏi. Còn được mấy cái cổ nó chẹo mình nè. Cổ kem màu, màu xanh ngọc, màu kem, màu bò. Ai nãy bò không? Trông màu đẹp. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cổ kem màu cho nguyên màu bò nè. Màu kem nè, màu xanh ngọc. Nhưng lấy nấu ăn hả? Rồi cho nguyên con này. Comment mã bò cho nguyên là được nè. Bò nè, rồi màu kem nè, màu xanh nè. Đẹp nhất là 55 độ về là ok như vậy mình. Vì hàng này Boris nó co giãn theo phôn. Đây con này 49.000, cái này chị em mình đi mua đi. Tự nhiên lâu lâu là hứng lên là sale thôi. Lâu lâu hứng lên là sale thôi. Đấy, chốt lên luôn mã này là mã cổ kèm màu. Lúc nãy chị nào chưa có chốt. Có được 3 tông màu, một cái màu xanh ngọc, một cái màu kem, một cái màu bò. 49k luôn, chị nào lấy mã. À, cổ đen còn cái này nè. Còn cái cổ đen này nè, hồi nãy bao nhiêu chị chốt không có, không có màu trắng chị ơi. Không có có màu trắng ơi. Cổ xanh cho chị Hải Yến. Có cổ hồng nữa nè. Có cổ hồng nữa chị em mình. Còn cổ hồng nữa nhá. Cổ bò cho chị Thúy Nguyễn. Còn cổ màu hồng nữa đó. Chị nào lấy cổ hồng lên, cổ hồng cho mình. Hết cổ bò rồi nha mọi người. Hết cổ xanh luôn rồi. Cổ hồng đi. Còn cổ đen và cổ nu thôi mọi người. Đen nu hồng. Hồng đi cho chị Hanh Huỳnh đi nè, nãy không có nè. Ở chị Hanh Huỳnh đi, hồng đi. Rồi còn cổ đen với lại cổ nu thôi. Con này đi 35.000 mà chị em mình không? Rẻ quá, tỉ rẻ. Con này hàng găng nhá. Size đế 60. Đi 35.000. Găng size đế 60. Ôi có con cổ đen đẹp. Chị nào lấy hồng 35 chốt. Cái này dòng găng nhá. Nó giống như cái chắc con mà con công ty đi 79.000 ấy. Y như thế luôn. Mềm cực. Cho nguyên con này nhá. 35.000 hồng. Lên mã 35.000 hồng chung là được. Lên 35.000 hồng chung là ok. Rồi lên mã cổ đen kiểu này xinh. Cổ đen 35 trong là được. Ô lộ sorry 49.000. Cổ đen 49 size 55 nha. Ai lấy cổ đen chốt cổ đen 49k và size 55 là được nha chị em ơi. Rồi lên mã theo. Theo này em xả 45 luôn. Theo màu xám. Hồng 35 cho chị Ngọc Liên. Nhìn cái con áo mà em đi chị em 45.000 chị em. Xịn lắm, dài body dài. Rồi lên mã theo xám 45. Theo xám 45, hồng 35 em hết. Theo xám 45 trong là được nhá. Size đẹp nhất là 55 độ về. Theo xám 45 nha, lên mã theo xám. Nhập thêm quần 125 là quần gì trời. Nhà mình quần gì mà quần 125 ta. 129 à. 129. Theo xám 45 cho chị Ni Phạm. Có đâu, hàng người ta bán gì vậy. Mình trăm mấy chục nghìn. Trăm mấy chục nghìn chứ không ai bán 129.000 thiệt luôn ấy. Không nhà nào bán con đó 129.000. Rồi lên mã này là mã viền chung là được. Đi chị em con này 49 cao luôn. Viền 49 nhá. Chị nào lấy viền 49 chốt. 60 vô tư nhá. Toàn bộ giá này em đi trên like nhé. Còn chị nào tới nhà nhặt cũng không có giá này. Nha, cái này em xả trên like thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 49 cao chung là được. Cái này có cái 49.000. Lên mã 49 chung là ok nhé. Rồi cái này là cái này tương tự nhá. Cái tim và cái chữ này nó ná ná thôi. Rồi con này em đi chị em 45 thì nó. Rồi lên mã viền, con nó 49.000. Con này lên mã viền 45. Ủa không phải, phải. Lên mã này là mã cổ đen đi. Viền 49 cho 45 chị anh Trần. Cái này toàn theo hết nè. Theo chữ nè, theo tim theo chữ nè. Rồi lên mã theo chung em đi. Lên mã theo chung là được 45.000. Giá cực kỳ rẻ luôn quý chị em mình. Không đi nhập không ra được giá này đâu. Rồi cho nguyên mã này là mã tim hoặc là mã chữ chung em là được.
Quần ống tung em có quần ruby 95.000. Quần ruby 95 á chị. Còn hà. Rồi 1 2 3 4. Đây mã số 4 cho Nguyên đi. Comment mã số 4 đi chị em mình nè. Đẹp chưa? 53kg lấy CM chị ạ. Lên mã số 4, có 4 con. Toàn bộ chữ theo cổ đẹp. Đây chị em mình nhìn. Con này em đi chị em 45.000. Lên mã số 4, 45.000, có 4 cái thôi. Lên mã 4, 45 chung là được. Hồng theo lèo nãy cái mã nào đó ta? Chút mã này nếu chị em mình thích cái mã này lên mã số 4 cho nó dễ không bị nhằn. Có nó là tim với lại chữ đấy, không biết chị lấy cái gì. Nên cứ lên. Lên mã này mã 4 chung là được. 45. Có được 4 cái. Rẻ quá trời rẻ chị em mình. Lên mã 4, 45. Mã số 4 cho chị Phi Phi Trần. Màu này đẹp quá nè. Mã số 4 cho chị Đặng Thị Ánh Tuyết. Màu đẹp cho Nguyên đi, xanh đẹp. Phong lửng lửng, toàn bộ chữ theo 49.000. Lên mã xanh đẹp cho Nguyên. Mã số 4 cho chị Thu Sương. Xanh đẹp này xanh 55 đổ về nha chị mình ơi. Lên mã xanh đẹp cho Nguyên đi, đã hề. Xanh đẹp 55 đổ về 49.000 xanh đẹp. Toàn bộ hàng xịn hàng đẹp nha chị mình yên tâm. Đi vô nhà Nguyên mua áo thun nó rất là rẻ. Áo thun nó rất là rẻ. Thì anh Trần 49. Hồi nãy con này đi 49 sao luôn anh ta. Con này nãy đi 49 sao luôn không? Lên mã 8 49 sao. 845 chung là được. Nè vải này không kéo chị em xem. Nhìn cái chất của nó nè. Rồi lên mã theo xám. Lên mã theo xám chung là được. Comment mã theo xám 45 luôn. Theo hồng 45 luôn. Xám chị Mỹ Phụng. Y con màu xám mà lên màu hồng. Lên mã theo hồng 45 luôn chung là ok. Lên mã theo hồng 45 nhé. Con cá y con màu xám không cần mở ra chị. Y con màu xám cái kiểu này hôm bữa mang chị em mình hỏi nhiều này. Con này kiểu lửng lửng. Còn hồng á chị Yến không? Còn hồng á. Con này hôm bữa có mang rồi nè. Theo ở phần dưới nè. Cái này mà chị em mình biết quần lưng cao lên đẹp. Cho nguyên con này nhé. Giá lên chị em mình con này 45.000 luôn. Xanh đẹp với theo xám em hết luôn rồi chị. Rồi lên mã theo vàng chắc này chị em mình nè. Cho nguyên con này vàng 45. Con này đẹp lắm. Size này để mang đẹp nhất là 52. Chị nào gọn lên 55 nha. Lên mã vàng cho nguyên là được. Vàng lên 45.000. Rồi lên mã kiểu trắng 39.000 luôn. Kiểu trắng 39 chốt luôn dụ. À, đây nè, có mấy cái bộ này nè em nè. Em. Đây nè, mấy cái bộ có cái quần caro nè, ngay cái chỗ áo vàng vàng đó kìa. Thấy không? Đây ngay tay chị. Đó. Vàng 45 chị Xuân Anh. Ăn là cuối rồi. Người chị lại. Cái này 39 chị anh rồi. Đừng nghĩ hẳn đó. Rồi con này bán tặng luôn, tương tác cái này đi chị em mình ơi. 1, 2, 3, 4 bộ. Nu, đen, xanh. Bộ, con này 52 đổ về. Áo có tông tàu và quần của nó là dạng quần thô mè. Trắng em hết rồi. Rồi cái này mới sướng đi chị em mình ơi. Cái này mới rẻ nè. Size 55 đổ về nguyên bộ như này nhá. Áo là con áo có tông tàu rồi. Toàn bộ là theo 55 đổ về mang đẹp nhá. Cái chữ này nó theo nó phối theo cái quần. Một cái màu đen, một bộ màu đen, một bộ màu xanh và hai bộ màu nu. Em bán tặng luôn 65.000 luôn được không? Bằng cái áo hàng thị trường bán thôi. Em đem nguyên bộ ấy. Trắng em hết rồi chị. Rồi lên mã này, lên mã bộ kèm cho nguyên màu. Màu xanh, màu đen, màu nu. Được hai bộ màu nu, một bộ màu xanh, một bộ màu đen. Rẻ quá đúng không? 60. Nãy thì đọc mấy? Em bán giá mấy đó chị ơi? 60.000. Em mới vừa đọc 60.000 thì quế đen màu đen. Xanh thì anh Trần. Còn hai bộ mụn nu 65.000. 65.000. Quế đen cho chị quế đen này. Xanh cho chị anh Trần. Hết xanh. Còn màu nu chị Ti Ti. Còn màu nu thôi. Nu cho chị Hương Lương nữa là hết. Thôi chị Hương Lương nữa đấy, giá bán tặng. Nhiều
chị theo em nha. Ê thì rước mẹ em bán. À quần ngại em đi hai cọc áo này em kiếm quần lên nhé. Làm gì còn? Hết rồi. Cái này đẹp lắm, em bán tặng luôn. Phải hàng này em đi sale 55-59. Cái này rip dài lắm, bộ ra 85. Còn chị ơi, còn chị Vinh ơi. Con này chị em mình mua con này biết chắc dài, bo rip mà bo rip dài kiểu. Chị em mình thích về bóp thêm cái nút bóp vô nữa cho nó kín nhá. Còn không mang ở trong thêm cái bra kiểu. Bra trắng được. Tặng 39.000 luôn. Tặng 39.000 con này luôn, size 55. 39.000 size 55 nhá. Cho mã này 39k. Bộ mét 8 mà từ. Mét 8 đúng không? Không phải, không phải, mét 6. Mét 6 hay mét 4? Mét 6 hay mét 4? Trời ơi, con này đi 39.000. Comment mã kiểu 39 cho nghe được. Thầy Đặng Lina. Thầy Đặng Lina. Rồi cho nguyên con này. Mickey đi chị em, con này 49.000 cái này theo. Mickey 49.000 theo. Cân chưa? Con này theo form này chị em 60 cũng được. 49.000 theo. Mét 4 à? Em cho chị Vy Ngô mét 4-85 ok. Rồi cho nguyên con này đi. 49.000 con này đẹp lắm. Hàng này em đang đi 59.000, đi hóa phong em lại có vài nghìn à. Nhiều khi sale xuống thì trẻ mình đi bay cả vốn ấy. Lộ cả vốn ấy. 39 em hết. Cái này con cái, chị nào lấy cái này lên mã Mickey 49 cho mình là được. Mickey 49, chị nào lấy Mickey 49 chốt. Màu này đẹp quá nè. 49 cao luôn. Phải này rip nó dài lắm. Nơi trường Nguyễn Ánh Nguyễn. Cái này rip dài lắm, không phải hàng mỏng đâu. Dạ mình nó kéo dạng vô tư thoải mái nhìn chắc này. Em chúc 55 là đẹp nhất ấy. 55 cái độ về mang đẹp nhất, màu đẹp cho Nguyên. Comment mã màu đẹp cho Nguyên là được con cá 49.000 màu đẹp. 49.000 màu đẹp. Lên xíu áo nữa rồi lại lên quần. Ưa cái gì mà không có, nhà Nguyên cái gì cũng có, không có thời gian nữa lắm. À, chỉ có mỗi tiền là không có thôi. Con này cái chữ của nó hơi bị, cái hình của nó hơi bị nhem xuống nhá. Con này em bán tặng 29.000 đi. Hơi. Màu đẹp cho chị Linh Đặng. Con này đi 29.000 luôn. Tôi quấn á, quấn đùng một mình nợ tôi quấn. Trả tiền mà đã mở hòn rồi. Trả tiền rồi. Kê lại đi, nhắn cho em đi. Dạ không. Để mai nha, chứ còn đừng có mai đem lấy nha. Không, ý là mai đem lên thì mai đem lên, đem về mang thử á. Biết không? Biết không? Muốn nhá. Rồi cho nguyên con này 49.000. Chị Hương luôn. Rồi lên mã cổ đen 49 cho nghe được. Kiếm cái quần gì ít quần ta. Còn quần sọt gì à, quần. Quần ruby. Quần dài rồi. Quần sọt giờ không có. Có ruby dài thôi. Con này 49.000 bo rip này chị em nè. Lên mã rip 49 cho nghe được. Giá nhiều vô tư thoải mái. Rip 49 cho nghe là ok. Rồi cho nguyên con này tặng kiểu 39 luôn. Tặng kiểu 39 luôn. Tặng kiểu 39 nhá, size 55 đổ về chị em chút đẹp. Tặng kiểu 39 size 55 thôi chị em mình ơi. Kiểu 39 size 55. Chị nào lấy kiểu 39 size 55 chốt. Chiếc nam em còn. Áo đen 49 cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn. Ừ, để bóc chị Nguyệt ơi, cho em biết quần ruby chị Nguyệt. Ruby sung chị Nguyệt. Ruby sung đi cho em biết ri đi. Con này cưng. Size 55 đổ về chị em chút ok. Lên con này lên mã viền đen 45k luôn. Kiểu hồi nãy là đây nè, kiểu hồi nãy 39 nè. Viền đen 39 cho chị Đặng Lina. Comment mã viền đen chung như là được nha. Giá đi chị mình con này 45.000 viền đen. Chị nào lấy viền đen chút viền đen. Rồi màu đỏ cho nó rực rỡ. Cho nguyên mã này rip đỏ cho nguyên này. Chiếc 75 là cái gì ta? Đang hỏi chiếc nam hồi nãy à. Ôi cái này dài tay. Đi con này 49 cao luôn. Rip dài tay 49. Đẹp rẻ. Rip dài tay nhá 49 cao. Viền đen chút chưa cho chị Hải Yến. Hãy. Rồi con này lên mã 49k, bo rip mà dài tay. 49. Đưa cho em đi, đi cho em đi đã. Màu gì đó. Màu bò. Đi theo ri thôi chị cũng được. Đi theo ri cũng được. 1 2 3. Dài tay cho chị lên cao. 4 cái. Cái ra tàu khô này là em đi mấy tiền ta?
Em xe 59.000 đúng không? Em đây đó em chạy em 45.000 đi. Tàu khô 3158. Đẹp lắm. Hôm 60. Áo này tàu khô xả 45. Giá này giá xả nha. Giá sale nha. Còn đi nhập không được giá này như vậy em ơi. 1, 2, 3, 4, 5 con. Toàn bộ chữ này chữ theo chị nè. Thôi theo dõi like là biết nguyên bán giá nào rồi đúng không? Em hết về tay 49 rồi. Trong nguyên con này là theo tàu khô trẻ mình mang giặt máy vô tư thoải mái, không có bị gọi là không bị giãn vải, mà cái này nó thấm hút mồ hôi rất là tốt. Cho nguyên con này bán tặng trẻ mình con này 45.000. Size này trẻ mình từ 40 độ lên 60 độ về mang ok con này. Cái này lên phone đẹp để mang thử trẻ mình nhìn giá. Đem ra cho em được kính đó, hai con có một con sơ cua có tiệm ra bởi nên em tin chị Duyên cái dây đó để đeo vô tiệm ra. Nè chị đây, bỏ xuống đi dùm, bỏ xuống lắm, hạn đi dùm. Chị bữa sau chị nói chị đừng có bỏ bỏ nếp nữa. Đi. Nó cháo. Ê, tới cái giờ tao nhìn này 1 tiếng hồi nãy bán thằng đâu nữa nè. Dạ tao rồi. 59.000 đó. Từ đầu đến ăn ngon ăn bất liền mà. Đúng rồi đó. Con nhớ bạn tôi cái món mà bà cô đang ngồi. Cái ông đang biết tè đó. Mà bỏ cả cái này ăn thôi. Món mà. Món kem đậu. Họ nấu kem đậu. Nấu kem đậu cho em. Nấu cho ăn nói như rồi chốt tàu vô. Chốt tàu đi Dung ơi. Theo đây nè. 45.000. Đẹp lắm. Đâu có mấy con gì thả xuống rồi. Không có. À bên kia kìa, bên kia kìa. 45.000. Cho chị Mỹ Phụng cá. Mỹ Phụng. Chị Quế Đinh cá. Cho chị Mão Trịnh. Ủa hết rồi, còn con áo chị đang mang áo đằng sau em nam hay nữ, áo nào chị ơi, hết rồi đúng không? Chơi võ mai, võ mai hết, võ mai, võ mai hết. Con này bộ có tông tàu khô nè, bộ với chị em mình nó phôm 60 luôn. Em đi chị em bộ này 70k luôn. Hàng 85, 89, hàng 89.000, chính xác là 89.000. Đi sĩ nhà em cũng giá này nhá. Rồi cho nguyên con này. Đẹp mà lắm mà em, mỗi cái thứ cái em làm biến không thử thôi. Những con này phôn đẹp lắm. Con này bộ này hồi nãy đọc bao nhiêu tiền ta? 70.000. Bộ tàu khô nhá, cái này toàn theo phôn 60, 70. Bộ tàu khô. Rồi, đây cho chị em mình quần nhá. Quần ruby nhá, coi cái gì cái này. Nó tàn. À cái này tàu khô dài tay 75.000. Màu xanh đẹp này. Con này tàu khô dài tay nhé. Cái này em mang hôm bữa rồi. Con này phôm to 45mm rồi. Rồi lên mã này, mã dài tay màu xanh này đẹp 75.000. Chị nào lấy dài tay chút dài tay phôm này 60 ok luôn. Lên mã dài tay tàu khô một cái màu đen này xả 45 luôn, phôm lửng. Con này thì phôm lửng, không phải cà rốt top mà cũng không phải là phôm dài. Trong nguyên con này 45.000 đen. Chị nào lấy 45.000 đen, 75.000 xanh. Con này đi 39 cao luôn. Gió đằng sau em là gió bé. Con này lên kiểu 39 cao luôn. Kiểu xanh 39 cao. Con à? Bỏ vô cho em coi giùm em mấy con. Chị đem tu hầm mới vô. Con này đi 39.000 kiểu luôn. Chị nào lấy kiểu 39 chút luôn dùng em là được. Kiểu 39 trong em là ok nha, dạ mà nó kiểu 39. Con này hồi nãy bán tặng giống cái con màu đỏ hồi nãy em mang. Size 55 dài tay. Con này 59k. Bán tặng luôn trẻ mình con này 45k. 45k. Cái này có mấy con? Con này dài tay nha, dạ mà nó dài lắm, giãn vô tư thoải mái nhé. Chút 55 là đẹp nhất.
chắc này dẻo này. Vải nó dài cực kỳ luôn. Kiểu con này cho chị Nguyễn Thảo. Bán tặng 45 đi. Giá bán tặng nha, 45.000. Size M. Lên mã tím M chung là được 45.000. Con này dẻo em phát đi, đang vô mùa. Mang mấy con này vừa sướng vừa rẻ, xong lại giá rất là rẻ. Đây. Hôm nay là tương tác thôi. Cho nguyên con này nhá, 45.000. Ai lấy cái này lên mã 45 chung là ok. Size này là size không có size S chị ơi, em đang lên là size M, toàn bộ là size M không có size S. Mỗi size 55 đổ về, chị nào thấy ok là chốt. Giá. Rồi ok chị. Ờ con nó 39.000. Con này mỗi size M. Màu của nó là màu tím tím ấy chị em mình ơi. Màu nho ấy. Màu nho nha. Ok chị nào lấy chốt 45.000. Size M thôi, mỗi size M thôi chị Phước Phạm cho chị lên cao. Giá bán tặng 45. Rồi đồng chí nào lấy chốt luôn, còn được 3 cái 4 cái. Cho chị Lê Hồng 45.000 nha. Rồi còn 3 em nữa thôi. Không đi nhập ra được đâu chị em ơi. Thiệt luôn ấy. Giá này không thể nào đi nhập ra được, còn được 3 cái. Em ơi chị em mình còn quần ruby nhé. Quần ruby 27 ký có size luôn. Đài size từ 25 độ lên 40 độ về có size. Xanh, đỏ, vàng, ba màu. Chị em mình cứ lên mã 115 kèm màu và kèm số ký. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. 45 mời chị Yến Nhi luôn. Yến Nhi. Chị Linh Cao có rồi. Cái con đằng sau cũng là 115.000. Chị em mình lên kèm màu và kèm số ký trong em là ok. Đây, quần ruby sung. Ruby nhá. Khi mà đã mang ruby này là cảm giác không muốn về. Không muốn mang vải. Ủa sao xe to không nè. Ô có mã chữ H xe to nè. Cái dọc này còn lộn xộn à? Mã này mã chữ H rồi. Quần ruby con này không phải ống sung đâu. Con này ống nhỏ. Con này ống nhỏ, con mét ghi phải không ta? Đúng rồi. Mã này 52 đổ về là chị em chốt đẹp này. 52, 57 và 60. Đấy, được 3 con. Quần ruby nhá, mã này 95. Mã chữ H này hôm bữa gì chị hỏi nè. Rồi lên mã H kèm cho nguyên số ký là được. Kèm size đi. Kèm size. Có cái size L là 50, 52 đổ về. Size XL, 2X chị em 57, 58 và 3X chị em đến 60. Con này nên mua. Nói thiệt luôn, chắc nó rất là sướng. Khi mà đã chạy qua cái này rồi là không muốn chạy Vitex nữa chị em. Vải nó rất là đã, vừa mềm, phô quần lên rất là đẹp. Nha, vải của nó là vải ruby nhé chị em ơi. Ruby, vải vừa dài vừa mềm. Nha, chị nào lấy cái này lên mã chữ H. 95.000 một con. Chị em mình để HG bán dễ mình rẻ rẻ cũng là 150.000, 155.000. Không có cái giá nào chục chục như nhà Nguyên đâu. Đây, chị nào lấy cái này lên mã chữ H cho Nguyên kèm size. Chữ H kèm size. Nha, chị nào lấy chữ H kèm size cho Nguyên là được. Có cả XL. Thế là từ 5 đại size đấy. L, XL, 2XL và 3XL. Nha, chị nào lấy mã chữ H, chúc mã chữ H cho Nguyên là được. Kèm size. Rồi tiếp luôn chị em mình mã sung này. Lấy size 2 chị hình thì được anh. Hình Ngọc Anh. Size 2 chị hình Ngọc Anh. Rồi. Ruby màu xanh. Quần ruby xanh. Con này là quần ống sung nhá. Có đang có size S cho chị em dưới 50. Size XL chị em mình dưới 55. Và sang hãy cho chị em 57, 58 độ về. Cái mã này em có ấp mẫu trên trang cá nhân thì em thấy rồi. Nha, lên mã ruby xanh. Kèm cho nguyên cái size. Đẹp này, phong quần đẹp kia luôn. Nha, cho mã ruby xanh. Kèm cho nguyên cái size. Thiệt ra thì so với giá 95 thì không đủ tiền công may với mấy chị em mình đây. Mà trong khi mua cái con quần xịn sò này. Size 3X cho chị Hằng. Hằng Lam. Hằng Lam ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho nguyên cái. Lên hẳn địa chỉ trên like cho em nhé. Rồi lên mã này mã sung xanh. Màu xanh đẹp, cho nguyên size S, size dưới 50, size XL là dưới 55 và 3X thì em lấy 60. 2X chứ, 2X là 57, 58 đổ về. Mã này sung cũng lấy 95.000. Vải của nó là vải ruby như chị em mình ơi. Nha, lên mã sung cho nguyên kèm màu, áo kèm số ký là được. Có được 3 cái. Có được 3 cái. Chị còn một, đúng rồi. Cho em một lố quần mango sale đi. Tình trạng đây là biết bao giờ lấy hả? Hồi nãy là lên xin lỗi vì đã không kịp hẹn rồi. Chưa kịp trả được đúng hẹn. Cho em đi. Chứ đợi biết bao giờ chị đấy. Hey. Ok. Có đẹp thế này không chốt à? Xanh đi. Có đen không ta? Xanh này riêng, có đen không? Coi. Có đen không?
Rồi có ri đen này chị nè. Ép nè. Đen có ép nè. Ép dưới 50 nè. XL dưới 55 cũng 2 ép từng nữa sao. Màu đen cũng y kiểu này, màu đen là nguyên điện thoại dơ lính hay bị chó. Màu đen cũng từng này sai chị. S, XL và 2X. S dơ dưới 50, XL dưới 55 và 2X dưới 57, 58 là chốt đẹp. Nhá, chị nào lấy cái nào đen luôn dùng đi. Đen 52 rồi chị. Thế 55 quay đầu nhá. Bụng to là lấy 55 quay đầu lấy size XL. Size S cho chị Mỹ Tiêu Huỳnh. Là được hả? Là theo rút mẫu cá thôi. Nó sẽ XL cho chị anh Vương Nguyễn. ML XL, 2 XL. Full size. Không còn tại. Đây này có cái mã này xịn đẹp lắm luôn ấy. Em nói là cái mã này thì em ít chạy lắm vì là đợt nào về là sĩ nhà em cũng cũng bảo lấy cái này hết. Cái này là hả, màu đen cho chị anh Gồ Nguyễn, chữ H size 52 còn không, mã chữ H còn nãy á, coi cái mã chữ H từ đầu đi, còn 52 tí CL, lấy CL chị. Em nói này, cái mã này thì là thường về đợt nào là sĩ nhà em hút hết, nhưng mà đợt này chị sĩ như em, chị Ánh Xuân Ánh Màn Rèm ơi, lên địa chỉ luôn cho like cho em. Đợt này, đợt vừa rồi nhà chị bị ướt hết, bị ướt hết, còn đồ còn ướt rất là nhiều không ấy được, nên là đợt này chị hơi chậm lấy hàng. Cái này chị đặt hết rồi này, đặt hết rồi nên thôi em lên lẻ đi. Cái này có nhiều chữ gì ạ, mà nó có chữ H, có chữ G nhá, đại nhá, vải manh gồm vải xả đẳng, quần của nó là quần sung sung như này. Đây chị em mình coi này, 55.000 55.000 mình mang được, chị em mình mua cho trung trung tuổi mang được, mua cho mẹ cũng ok, mình mang cũng đẹp. Cái này chị em nít của áo hưởng lửng lên đẹp lắm, chị em mình nhìn form đẹp cực kỳ. Lỡ nhá, chị em mình lên HL, HL xanh chị Ly Nguyễn còn không ta, HL xanh chị Ly Nguyễn, cái mã này chị em mình mua đi, em thiệt đẹp lắm luôn á. Rồi chị nào lấy cái ưa mã quần mango thì lên kèm cái số ký cho nghe được. Có cái này, có cái chữ H, có chữ G, có cái chữ C nhá, chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên kèm cho nguyên số ký là được. MLXL lên giúp em cái địa chỉ với chị Ly Nguyễn ơi. MLXL và 2XL nhé. Đấy, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Cầm em mã mango, lấy xe lỡ chị Trần Oanh. Lấy xe lỡ chị Trần Oanh luôn đi. MLXL 2XL. Chị em mình nếu không biết mang sao gì cứ lên chung số ký. Và giá đi chị em 55.000. Nó rất là rẻ, 55.000 không đủ tiền vải đâu chị em mình. Thực sự là giá này là giá em sale rồi. Bình thường mà em đặt mã quần dài á, mã quần dài là 105.000. Mà đặt mấy mấy trăm cá một lượt đó là 105. Đấy, cái này nó ngố ngố, nó ít vải hơn xíu chứ mấy. Đi chị em mình con này 55.000. Cái size 2 chị Thùy Duyên. 2 chị Thùy Duyên, con này đẹp. Đẹp lắm. Cái size 2 luôn chị Minh Ngọc. Được cái là phía sau của nó lưng chung cái này nè. Nói chị nào bụng to bụng nhỏ gì mang được hết. Em nói chuẩn là chị em mình manh còn xịn luôn. Chứ không phải hàng sổn sổn đâu. Ừ, lấy size 2. Size 2 luôn cho chị Hà Đông Nguyễn. Size 2 chị Hà Đông Nguyễn. Có nhiều kiểu chữ nhá, có cái chữ H nữa nhá chị em mình ơi. Mà đang đi chị em mình 55.000 thôi. Không ngại gì không phát vài con để dành mà mang hết. Size 2, thêm size 2 luôn đấy. Cho chị Anh Trần. Còn size 2 trong đó không chị? Khi đó có rồi bóc. Nó rất là xịn nha chị em mình, nhìn chắc nè. Nhìn chắc nè, nhìn cái con quần độ rũ này. Cái này giờ không có quần dài chị. 62 cái giờ chắc không còn đó. Còn size 2 không bóc cho em? 68 cái không vừa đâu chị, em chốt có 60, 62 thôi. Không có 68 cái mà giờ thậm chí 60 cái cũng đang không còn. Nhà giá này em đi chị em mình là 55.000, không phát hủy phí. Thật sự luôn. Mango. Mango, mango, mango xịn. 62 cái sợ không còn đâu chị. Sao hôm nay là chị em mình toàn to. Có bữa chị em mình toàn chốt size F. Có hôm thì toàn chốt size F. Có hôm thì toàn tới chốt size to. Chị ơi, chị Xuân Ánh Màn Rèm ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho em, xin lỗi chị. Lên cả địa chỉ luôn trên like, hết xe 2 rồi. Chị ơi, lên cả địa chỉ luôn trên like. Ồ. Cái này mì rồi. Mì rồi chị ơi.
Wow. Không có size 62 nữa đâu chị ơi. Ui. Cái này biết vào nào hơi ghiền. Mà Phương Nguyễn tóc ngắn. Có ghiền cái quần này lắm. Quần này cực sướng luôn, size 65 luôn. Chốt size 62 cho nó thông thả. Lên mã xịn cho Nguyên đi. 69k nó. Hàng này 89k đúng không? Nhiều chị đang mua 89.000. Mà Hot Girl bán chị em 175.000, em không nói điêu. Quần mì á, Hot Girl bán 100 mấy, 175.000 một cái. Em thì em đi chạy mình 89k con thôi. Lên nó luôn chạy mình 69.000. Đẹp lắm. Quần 55 size 58 lấy size 1X cho chị Linh Nguyễn thôi. Lấy 1X hồi nãy chị Minh Ngọc X cũng được. Mà lấy cho không thả lấy 2X. Cho chị Linh Nguyễn. Mì 53 à, để em coi có size không. 53 kiểu khác rồi. Ui, có cái mì đây đỏ nữa nè. 53 kiểu khác, cái này có mấy con. Xịn lắm mà đi 69.000. Bác cái này cho chị Angle Nguyễn nè em. 53kg. Con này chị em mình không mua phí lắm, nhận hàng về rất là sướng. Có một cái này size 62 nè. Chị nào lấy size 62 chứ chốt 69.000. Em chỉ chạy 10 hàng nha. Hàng. Thế. Có hộp chè chi đó chị á. Size 52 hết rồi, quần mì xịn chị ơi. Quần mì xịn. Đây size 60 này chị Lê Nguyễn ơi, lên địa chỉ luôn trên live cho em với. Lên luôn địa chỉ luôn trên live cho em nhé. Ồ Duyên Duyên bán chè à? Sao không đặt? Không đặt Duyên Duyên mà. Lâu thì là 511 đó. Này lâu. Size 60 62 con cá xịn này. Rồi ai lấy chốt nhanh tay. Chị Ly lấy con quần này mà mang đi làm chị Ly này xịn lắm. Cái này mình mang về thể thao cũng được. Con này nó bị tụt cái này xíu này, cái này chị em về đạp lại dùng nguyên nhé. Cái này chị em về đạp dùng nguyên cái đường này xíu này. Cái này em bán tặng đi 55.000. Bữa chị mua công sở ống đứng. Bên em đẹp lắm. Con nào mà không đẹp. Con này bị tụt xíu, cái này mà chị nào có sẵn máy may chị em mình đạp lại dùng nguyên. Mì đùi em hết rồi. Coi 55.000. Nha xã 55. Chốt mã xã 55. Chị Ly lên địa chỉ cho em đi chị Ly Nguyễn ấy. Cái tên năm hồi nãy đó. Con này lên mã 55 thôi. Cho chị anh Trần về đạp lại dùm em xíu chỗ này nha chị ơi. Con nó bị lỗi xíu. Cái gì vậy, em mới lên áo thun cái chị em mình kêu lên quần. Cái giờ lên quần cái họ có lên áo thun nữa không? À. Trời ơi, con này. Ôi, con này bị dơ xíu. Con này cạo ra. Con này bị dơ xíu nha chị em mình ơi. Ui con này vải đã lắm, bị dơ xíu này chị em về giặt dùng nguyên này. Cái này ngang cho dạ mình đến 60kg. Cái gì đó chị Linh Nguyễn? Cái gì đó chị ơi, con này bị dơ xíu chỗ này. Mì đây đỏ luôn, xịn lắm. Nhưng mà bị dơ, cái này chị nào đi làm công sở cũng được. 57-58 độ về chị em mình ơi, để cái này còn không chị em mình gỡ cái phụ kiện ra. Ok. À chị Ly khách cũ mà chị Ly đổi hình đại diện phải không? Đổi hình đại diện đúng không? Rồi cho Nguyên con này. Cái này em bán tặng luôn chị em mình là 60k đi. Mì đây đỏ đấy, hàng trăm mấy nghìn đó chị em mình. Lên mã 60. Con đã bị dơ xíu chị em mình về giặt là được là ra à. Rồi cho Nguyên mã mì đây đỏ xả. Mì dơ nữa hồi nãy chị Đồng mới đập 60k thôi. Mì dơ 60k cho chị Nguyễn Hà. Hai cái mặt cười. Nó iPhone đang mang nè. Có tông tàu khô luôn. Đi chị em con này 45.000. Ai nhanh có. Cái này là tàu khô nhá, xả 45. Giá này giá xả 45 nhá. Chị nào lấy tàu khô lên tàu khô. Xả 45 như chị em mà được 2 con. Được 2 con nhá. Lên mã tàu khô xả 45. Phôm này 60kg vẫn ok. Không về thì ở lại. Thả xe lại đi bộ về. Thiệt cái chứ. Thả xe lại đi bộ về. Chị nào lấy mã mặt cười lên chị mình là 45.000. Chắc của nó chắc có tông tàu khô nha chị mình ơi, đẹp cực kỳ luôn. iPhone đang mang á mà đi 45.000. Rồi bán tặng bữa chuyện con này đi. Tặng 39.000 đi. Trong tàu
cùng lấy ghê á, toàn sale rất là rẻ mà chị em không có tương tác. Nhiều chị vô cái mã nào sale thấy comment thôi, còn không là không thấy luôn. Con này đẹp cực này, size 50 đổ bền, 39.000 bao rip ấy. Con này đẹp nè, nè Lily nè, Lily lái chốt nè, Lily nè, phải đẹp lắm, 39.000, 39.000 nhá, có màu màu cam đậm và màu cam nhạt, phải nó cực dài, hàng này 59.000 đấy, 59.000. Size to à? Rồi chị nào lấy cái này 39.000, có hai cái, trồng màu, màu đậm và màu nhạt, phải nó xịn sò. Phao có còn phao gì trời? Trồng màu cho em với chị Na Phạm ơi, xịn nha. Tham nhạc chị Vi Ngô. Chị mình không trồng màu, chịu đi chị Nguyễn Sen. Nguyễn Sen trời, có 39.000 mà không có phát tính quá vậy à. Phát ưa phát gì chị ơi? Phát rì, phát gì, cái gì cũng có hết. Chờ chốt cái kia cho thằng nhỏ. À lấy cái bộ giá cá tàu đi nè. Nguyễn ơi, chị Nguyễn Sen được một con màu cam thôi nha chị. Gia chị hả? Trời ơi cao cấp nè. Cái này có mấy con, 50 mấy con. Hàng này chị đang lắm. Cái này tối lên chị ơi. Tối lên nữa. Cái gì? Trời ơi xịn lắm này, tối lên nè. Cái này chị này chỉ nhờ sale đây nè. Hàng đang chạy 400.000 đây chị ơi. Mà nhà chị bị ướt hết đó, những con này bị xịn lắm. Cái này sẽ lần. Ồ nãy quên này, quên nó Duyên Duyên này. Rồi Duyên Duyên về chạy lên lại Duyên Duyên ơi. Trời ơi xịn lắm. Mẹ tối lên đi thầy. Cái này chị sĩ nhà em á, nhà chị bị vừa rồi trận vừa rồi là bị ướt hết. Bị ướt hết, những cái mà không ướt là chị không ướt là nó bị lẻ sai ra rồi. Cái là chị nhờ xe bị không có đầy ri, chị này là chị treo ấy á, đang dọn đấy, đang dọn mà bữa giờ nói chung là thiệt hại nặng lắm luôn, đang nhờ sale. Em hàng đầy nhà mà em cũng bao đồng lắm, phải nhờ sale đây để ra tối soạn ra sale. Người to lắm, xịn sò lắm. Bỏ cái này cho chị Anh Trần đi, em chưa biết giá, để coi em có cho giá này. Bỏ này cho chị Anh Trần đi, em chưa biết giá. Không, hàng này 300 mấy nghìn chắc cũng lên cũng tầm 200 mấy. Size to, size 6. Cái này tầm 200 mấy nghìn. Chưa biết giá mà. Đang lượng ra coi thì chị bỏ cái chị và chị rinh xuống cái gì đó. Tối lên này. Chị có hạ nguyên. Thế. Có hạ nguyên ra. Đã giờ nó giá ra bởi chị Anh Trần thôi. Không có, có. Xịn mà. Hàng nó 300 mấy nghìn. Thế sao lời không có? Ủa? Cái này đâu? Cái đó. Lá gì? Lá chưa được không? Tất cả đào ấp ngu si. Chưa để ý được ngay. Chưa để ý chị ngay. Không biết. Đào ấp ngu si ghê. Hồi nãy quên chụp lại đã. Rồi xíu coi giùm chị đi. Rồi con này. Đây luôn chị em, con này 49k. Bỏ cho chị Thùy Dương đi. 60kg. Chị Thùy Dương đi. Nó soạn cái đó lên đi. Rồi trong cái con này 49k bo rip. 49k bo rip nha chị em, đẹp cực. Đẹp cực. 49k bo rip nha chị em ơi.
dồn xíu, dồn thì qua đâu rồi nha. Đây. Chào áo. Dễ sợ. Ta cho các con một vàng này bán tặng. Chị Nguyễn Sang. Con này nè. Tớ lên cả ít bé nè, ít bé. Ít lớn hả? Đây nè, cái bộ bộ da cá tàu cũng chưa phân nè, bộ da cá tàu bá cũng chưa lên. Một, hai, ai nhanh có nha, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 con, 6, 5, 6. Con này em đi chạy em 49.000 luôn. 49.000 đó luôn. Nhanh tay nha, chị Dũng. Không có size L, chưa có size L. Em ra tự nhiên em rút cái đẹp của em rút vô á. Tôi chưa biết là có cái gì trong đó. Tối là tối rảnh rồi sợ. Rồi cho nguyên con này. Áo ring nào, còn cái áo ring nó của Hạ Nguyên rồi. Áo ring nó của Hạ Nguyên rồi, size này 60 vẫn được nhá. Hàng bo rip dầm luôn. Thì mặt trời hồng cái. Mặt trời hồng cái, chị thì dương cái. Thì thúy lâm ngô trần cá nó giãn nhiều áo đang mặc hết rồi, áo riêng hết rồi chị, không còn đâu, cái nó của Hạ Nguyên á. Vàng này không có sai, bo rip mà coi giãn theo form, không có sai nha. Em gửi áo trẻ 89 cho chị, áo nào chị, giãn vô tư, 60 vô tư luôn. Màu xanh cổ viện bỏ của chị mặc trời hồng ra, bỏ chị mặc trời hồng ra. Hàng này 69.000, bỏ có chị mặc trời hồng ra nhé. Không có đúng không? Rồi cho nguyên con này vàng 49.000. Hồi nãy là của chị Nguyễn Sang, cái màu xanh đó của chị Nguyễn Sang rồi. Rồi nhá, cho chị con nói gì, Đông Hà Nguyễn. Đông Hà Nguyễn cho chị Mỹ Tiên Huỳnh. Mỹ Tiên Huỳnh. Chị Thủy Đỗ. Áo khoác sau lưng màu hồng 28kg. Màu hồng 28kg. Xây 3 hết rồi đúng không? Có chị. Rồi nhá, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên, còn được 3, 4 cái màu hồng, 4 cái màu vàng nữa lấy. Và giá đi chị em mừng lại 49.000. Thích khủng. Rồi con này ai nhanh có 1, 2, 4, 5 con. Giá bán tặng. Con này có tông tàu không to. Con này là tương tác thôi. Hồi nãy chốt là có rồi, chứ giờ chị hỏi ngược là không có nhớ đâu chị ơi. Giờ mà chị đã hỏi ngược lại là bó tay luôn. 60 vô tư có tông tàu. 39 cao luôn, được 5 con. Có tông tàu nha. 40, 60 đều mang ok con này. Và giá đi chị mình 39.000. Chuẩn bán tặng nhá. Chị nào lấy cái này lên, mã này là mã hồng 39.000 trong em là ok. Không, em có không có lái cho xem đâu chị. Ưng thì chốt, không có lái cho xem đâu. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã 39 trong em là được. Vàng cho chị Hà Diệp luôn đi. Vàng chị Hà Diệp. Rồi lên mã tặng 39.000 trong em là được. Chị Thủy Lam Ngô Trần. Chị Thủy Đỗ. Thủy Đỗ. Thế chị Minh Ngọc. Rồi còn 2, 39.000. Còn 2 nhá, 39.000. Chị nào có thời gian sang cái line này nó rẻ. Rẻ quá, rẻ rẻ luôn. Có đi sĩ số lượng bao nhiêu và muốn kiếm tiền Nguyễn Sang luôn. Và muốn kiếm tiền Nguyễn Sang. Có đi sĩ số lượng bao nhiêu cũng ra được, có đầu 3 đầu 4 này. Đang lên tương tác với chị mình đó nha. Chị nào lấy cái này nữa lên liên dùng hồng còn 2. Rồi còn cái này là hàng 5969 gì đây nè. Dài tay. Dài tay nhé, hồng cho chị Đông Hà Nguyễn. Còn một con hồng nữa là hết. Còn một em hồng nữa thôi. 39 gì xương thôi, con này cưng. Cái này mà mang cái quần lưng cao như Nguyên là đẹp. Cái này chị em tầm 50 đổ về là ok nha, 50-52 đổ về là ok nhé. Trong con này 45k luôn, về tay. Hàng này đi 59k không chị em. Chị nào hay theo dõi là biết. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment lên luôn dùng nguyên mã này là mã 45.000 dài tay. Comment mã 45.000 dài tay trong là ok. 45.000 dài tay. Nãy giờ cái mã đỏ nè không lên. Dài tay 45 cho chị Thúy Lâm Ngô Trần. Con này toàn bộ là chữ nổi nhé chị mình, nó đẹp lắm. Rồi lại đi mang con này cho chị em xem. Nhìn dùng em, nó xịn. Dư xịn luôn.
Nhìn nè, nhìn cái con áo này chị em mình ơi. Lên con này nhá, chào con xin xin. Lại bo riết mà không to. Anh ấy đang rất là chăm chỉ. Con đang mang hết cả ba mày. Con đang mang. Đây nè. Con đang mang cho chị Võ Mai, Võ Mai. Võ Mai, Võ Mai. Chị có nên có được gọi là bị lỗi không? Lấy cái máy khoan mà máy giặt à máy mài hư hết máu mỏng hết máu tháng tháng làm hai lần mà mỏng hết trơn cái móng luôn gãy hết trơn dài tay em hết con này bo rip nhá con này bo rip chữ của nó là chữ nổi nhá chị em mình ơi con này chữ nổi nhá bo rip chữ nổi nhá 1 2 3 4 4 cái eo cho nó lên bán tặng nha. Cái này có 4 cái thôi. Bo rip mà chữ nổi hàng này, giản như này nè chị em nè. Chắc giản vô tư giản thoải mái, bo rip nhá. Cái này chị em mình bao nhiêu ký cũng mang ôm. Ừ. Con này mang ôm ấy. Chốt đẹp nhất là 55 độ về chị em chốt ok, con này bây giờ 49.000 luôn. Hàng này 69, không phải 269, 59.000. Hàng này sale 59.000. Bo rip chữ nổi nhá. Đây luôn chị em mình là đúng người mẫu của tình mang gì cũng đẹp cho nguyên con này chip em còn con này em đi chạy mình bao nhiêu tiền 49k nốt luôn màu đỏ nè em ơi màu đỏ nè Lily ơi đỏ này có được mấy con màu đỏ thôi mà đi 49.000 chip em còn rồi nhá chị nào lấy màu đỏ chút màu đỏ chung là được đỏ 49.000 bo rip nhá chắc rất là đẹp luôn ai lấy cái này lên đỏ cho nguyên 49k là ok đỏ 49 đỏ 49 đỏ 49 để thấy làm ngô trà hàng này hàng cho chị Na Phạm đỏ màu đỏ đô chứ không phải đỏ tươi đâu cho chị Na Phạm rồi còn hai con màu đỏ nữa hết chị nào lấy đỏ 49k chốt riêng bo rip không là đã cao rồi bo rip lại bo rip chữ nổi này nữa mà đi 49.000 rồi nhá chị nào lấy nổi đỏ 49 nổi màu nâu màu đỏ đô nhá đỏ cho chị Nguyễn Sen luôn như Nguyễn Sen luôn. Rồi còn cái con đang mang nữa sao? Rồi hai cái màu xám. Xám 49 thôi là được. Sao bữa nay Xuân Thu yếu yếu ta vô chấm cái đi đâu mất tiêu rồi. Ngày Xuân Thu đi đâu mất tiêu rồi Xuân Thu. Sao yếu yếu thế Xuân Thu? Vô chấm chấm xong cái đi đâu mất. Rồi cho nguyên con này màu nâu đi. Có được hai con màu nâu đẹp như thế này chị em là không chốt. Nâu nhá. Nâu chị Na Phạm con còn một cá nữa nè. Còn một con nữa chị nào lấy nâu 49 chút luôn dùng được nha 49k nâu đẹp rẻ 49k cái này do là view đang ít view mà view cao xíu là lại khó chốt con này rồi vì bình thường em đi ba đấy hết tiền rồi hang nữa đó hết tiền đầu mà quất nâu kìa cam này có con cá à nâu cho chị Sương Thu kêu miết thôi cam nhé chị nào lấy cam đem cam chung là được cà phê màu đỏ cho chị Mai Hồ hết nâu chị đấy còn mấy cái đơn ngồi đây nữa nè còn trong đơn ngồi đây nữa nè ok luôn trong màu cam có con cá size này 55kg đổ về thôi con này chắc có tông tàu chứ không phải là bo rip nhá con này 55 đổ về thôi hàng này không giảm nhiều như vậy mình đâu 49.000 chị em mình nhìn tiền cổ này. Hàng đẹp lắm luôn ấy. Ừ. Cam chị Loan Đài xịn nhé chữ cũng đẹp chị Loan Đài con này đầu màu ghi được 4 con màu ghi nữa là hết cam em hết rồi rẻ quá vậy mình này Loan Đài mà em hết rồi chị ơi 55 độ về thôi chị đỏ hết luôn rồi chị ơi
nhìn cái chữ của nó nè, thấy không? Rồi màu chì cho Nguyên nhá, con chì này 55 đổ về thôi chị, được 4 cái, đẹp quá. Trong mã chì nhá, được 4 cái màu chì, chị nào lấy chì chốt 49.000, quá là rẻ. Hàng này là toàn bộ là hàng xịn chị ở mình, nhìn cái nẹp cổ nè, 49k con màu chì. Chị nào lấy chì chốt chì có được 4 cái màu chì nhá, 49k. Rồi lên chì đi chị em mình ơi, lên chì đi mấy đồng chị ơi. Rồi tiếp luôn cho Nguyên con này, chì cho chị Oanh chà, chì cho chị Mai Hồ. Lên chì đi mấy tình yêu ơi. Cái này có mấy cái bán tặng luôn, đi xe 17. Xe 17 thì cho chị Loan Đài, cho chị Minh Ngọc. 17 nha chị em ơi, 17, 15. 17 với 15 thôi. Còn chị không em? Hết chị rồi chị Khoa ơi. Cái này còn 17 với 15 này chị em ơi. Lên mã tặng bé đi. Inox con này 49.000 luôn. Đây. Ngang ngược. Tặng 49.000 luôn, hai lớp nha. Thấy chị, đẹp lắm, vải của nó gió mềm. Gió của nó rất rất là mềm. Size 17 kg và size 15 kg nha. 49k con này. Ôi vị té. Sẽ chia sẻ đi chị ơi. Tôi quá là ít luôn. Size 17 cho chị Phạm Thị Ly. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lành. Rồi, 17 và 15. Có cả 19 nữa nè. 17 chị Na Phạm. Cả 19 nữa. 15 cho chị Đặng Lina. Có cả 19 cho chị em mình này. Còn 15 nè. 15, 17. 17 lộn. 15, 17, 3 cái. Giá đi 49.000. Đây, đồng chí nào lấy cái này lên luôn nè. Còn được 3 cái. Mệt like mà view ít là như thế này đây nè. 18 thì chị không được 19. Thôi đừng đổi qua đổi về đi chị ơi. Chị em mình biết sao không? Cứ lên mà view ít là cứ lên một chồng là còn được cá hai cá, đằng sau không phải lay lẻ. Nói sale rồi. Phải nhắc khi mà view ít là như thế này đây. Cứ lên ri là còn cá, lên ri là còn cá. 17 cho chị Nhung Hồng ơi, lên thông tin trên. Cứ lên ri là còn cá. Bùi. Tắt đi, mỗi chuyện con luôn, ủng hộ Nguyên luôn trắng hết như này. Sale rồi. Sale rồi là sale rồi. Lại à? Đồ nam à? Đồ nam có bộ á. À, đúng rồi. À đồ bé nam à. Đồ bé nam cho chị vô ở chị Nguyên ơi. Cho em cái bộ da cá tàu này với. Cái to này có size cho em lên luôn đi để khách chờ. Đúng rồi, với xíu nữa là đi lên gặp ông bà rồi. Chị Nhung Hồng ơi, đây giúp em một tiền với chị ơi. Dạ, trong bì á, trong bao nó con bộ da cá tàu hình chưa đụng tới trong đó phải. Còn mấy bộ. Đẹp chưa? Đây nát con này nè. 40k. Ở lại nhà Nguyên live đến sáng luôn. Rồi cho Nguyên con này, hồi nãy đọc bao nhiêu tiền? 40k con này đẹp nè, vậy mình mua con này nè. Lên mã 40 cho Nguyên là ok. Chốt mã 40 nhá. Đồng chí nào lấy mã 40, chốt mã 40 cho Nguyên là ok. Ở đâu dân dây? Quá trời. Mình mua đây mình được. Tiếng mưa liên tục, mưa liên tục không ngừng. Ôi, cái cân cân vậy. Đi ly nè. Ghé lấy sớm cho em chị nào nhỏ con xíu. 48 chỉ độ về 50 kg, mang ngay con nào luôn, tặng luôn nhá. Cho nó xinh nhá. 48 50 kg là mang ok con này. Con này váy body boris nhá. Em đi chị em con này 40.000 luôn. Boris nha chị em mình ơi, lên mã 40 trong là được. Chị nào mà ghé lấy, tranh thủ ghé lấy sớm cho em nhá. Nhà em không để đơn lâu đâu. Đẹp quá hề. 40 cho chị Ly. 40 chị Ly.
sale, gấp rút. Con này phông lửng, con này tặng 39.000 luôn đi. Trắng bo rip nhá, 39.000 nó. Đi hàng chứ ngập nữa à. Nhưng mà đã chốt đâu mà đi. Chốt đơn xong rồi mới đi được chứ. Áo 40m rồi, con này 39.000 trắng luôn. Áo đang mang hết rồi. Thì Trang Thu. Nên con này 45.000 hồng. Viền hồng. 45.000 viền hồng, mà mưa to như đợt bữa luôn á. Đẹp. Thằng Nguyễn đi có 39.000. Em ở trên Hồ Văn Thái chị. Em trên Hồ Văn Thái nhá. Con này đẹp này chị em mình ơi. Đi thử không? 45.000. Con này cần thử không chị em mình? Đẹp lắm đi. Cái này chị em mình mới quần lưng cao như Nguyên mang này. Mang chân váy cũng đẹp nè. Mà con Nguyễn đang bán 45.000. Con nó đang đi bình thường đi 59.000 chứ. Vui tự nhiên đập 39.000 đi. Con này đẹp lắm nè. Lên hồng cho chị Kim Vy nè. Đẹp, con này đẹp lắm luôn. Chị em mình mua thử con này đi. À, trà na 4, trà na đi bà ơi, trà na 4. Cái chị mặc trời hồng, 440 hồng Văn Thái đi qua. Trà na 4 nha, phải trà na nha, Thái Hồng nha. Ui, con này 49.000. Rồi lên mã Viền Nu, con này 60 vẫn đồ, ok nè. Con này 40... quên lộ, con này đọc cái gì 60kg bằng ok, 49.000. Rồi lấy mã Viền Nu 49 cho Nguyên là được. Nay bạn Nguyên bằng rất là nhiệt tình nha. 50 view mà like rất là nhiệt tình. Thiệt. Bên đây 70-80 view nhiều khi là làm biếng rồi. Hôm nay bạn Nguyên rất là nhiệt tình à, sale rất là nhiệt tình luôn. Màu bò cho Nguyên nhá. Viền Nu cho chị Đặng Lina. Màu bò cho Nguyên, con này đi 45.000. Bò 45. Đang hôm nay là sale, toàn bộ là sale lỗ hết đấy mà. Đang like rất là nhiệt tình ấy, view ít mà. Đồ bé trai chị đang phân, chờ xíu bạn ơi. Bò nhá, chị nào lấy bò lên bò cho Nguyên là được. Viền Nu à, Viền Nu rồi đúng không? Rồi lên màu bò cho Nguyên là được. Từ từ chị đang phân cái mã da cá tàu này. Mua da cá tàu. Rồi cho Nguyên con này. Lỗi à? Lỗi bỏ ra chị đi. Để cái nó chị mang. Bò bỏ qua cho chị. Con này tặng 39.000 kiểu size 50. 39.000 kiểu size 50. 39.000 kiểu size 50. Còn cái Viền Nu. Cái Viền Hồng à, cái này Hồng này có chị nào lấy nó không? Viền Hồng đen này cho chị Đặng Lina này. Đặng Lina này. Màu đẹp chứ. Rồi lên mã Viền xanh 45. Viền xanh 45 luôn. Kiểu cho chị Na Phạm 39.000. Viền xanh này cho chị nào này. Chị nào lấy viền xanh chốt này. Bé Điếu Trọ khách chốt rồi chị ơi. Chốt rồi. Lily đã chốt rồi. Áo đỏ Nguyên mang hết luôn rồi. Mình cưng lắm. Thằng 39 luôn đi. Được 3 con. Cái này rút nha. Chị em mình 52 đổ về là mang đẹp nhất. Rút tặng 39k đi. Paris. Đẹp. Lên con này rút tặng 39 nhé. Chị nào lấy rút 39 chút. 52 đổ về là ok. Có được 3 con. 3 con nhé. Lên mà rút tặng 39 cho Nguyên là ok. Giá này chọn giá bán tặng rồi. 39.000. Cho chị Lê Thị Kim Hạnh. Chị Đặng Lina. Còn một cái chị nào lấy đen rút 39 chốt nhanh tay chung là được. Còn một cái 39 khiền chốt nốt luôn nha. Đen chị Nguyễn Kim Vy. Hết đen. Hết gì Thảo rồi. Dài tay con này đi 49k bán tặng luôn phải không? Hàng này em đang đi 59k đây nè. Đang đi 59k đây nè chị em mà nói. Rồi lên mã này mã xanh. Xanh sale 49.000 xanh. Nha chị nào lấy xanh 49 chút xanh 49 cho là được. Xanh 49 Boris, cổ này cổ 2 phân. 49k xanh. Đó cho chị. Từ máy đến máy kia đó. Sẽ được to đến 35kg luôn à. Tướng chưa. Tướng chưa. Xanh cho chị Thảo Huỳnh. Em có xanh nhỏ nhất xanh con. Xanh cho chị Thảo Huỳnh. Rộng, 23 rộng lắm.
25 kg. À 35. Em tưởng 23 kg mà cầm cái nó này. 23 kg rộng luôn ấy, rộng luôn ấy. Dài. Ok. Vừa. Cái kiểu gì em biết đi đường Ngô mà không bao giờ bị ngập không? Đi lên đường đi. Lên đường Khánh An. Cái gì đó, cái gì đó? Cái xanh hồi nãy á. Chị Thảo Hình trước rồi mới tới chị Quốc Hoa. Em chốt cho mấy chủ nha. Em chốt cho mấy chủ nha. Em đi cái đường tránh nè, không bao giờ bị ngập. Đường tránh là đường mô. Cái đường bữa em đi vẽ hả? Không biết. Cái đường cạnh đường về mốt. Đường đi, đi qua chợ lên trên khu công nghiệp luôn. Nè. Ra đây thì vẫn quanh bao lời đúng rồi đó. Đó, đường ra đều. Ủa chị em mình ơi, con này đọc từ mấy ký tới mấy ký, tập trung. Mấy ký tới mấy ký chị? 23 tới 35. 23 đến 35. Bộ này bộ da cá tàu nhìn cưng chưa nè. 23 ký là hơi dài đấy nhưng mà tôi kệ nhá. Mang năm ni rồi năm sau. Da cá tàu nha chị em mình ơi. Bộ này em đi luôn chị em mình 125.000 bộ. Ít nhất chị em mình đi mua 155.000. Ít nhất là mua 155.000. Nguyên đi cho mình bộ này 1-2 năm. Từ 23 độ lên 35 cái độ về là có sai nha. Lên mã bộ cho Nguyên là được 1-2 năm. Cái bộ này là bộ da cá tàu nhá. 20 hơi rộng chị, 20 hơi rộng xíu. Chị lên cái like cũng được. 35 chị Lê Hồng. Lên cái like quần thì được nhá. Mang cái size này còn sang năm còn mang được. Ôi đẹp lắm chị em mình ơi. Da cá tàu nha chị em mình ơi. Ống bo 35 kg, 125.000. 28 chị Cúc Phan. 28 chị Cúc Pha. Ui rẻ quá luôn. Đẹp lắm. Da cá tàu chị mình yên tâm chắc luôn. Vừa dài. Cái này mua rộng rộng xíu sang năm nó còn mang được nha. Chị nào lấy cái này lên mã bộ phối đỏ cho Nguyên. Kèm cho Nguyên cái số ký là được. Được cái quần của nó, quần ống bo 125.000. Đến 35 kg á. Bộ này bộ da cá tàu. Đó. Ai lấy cái này lên luôn mã đỏ kèm cho Nguyên cái số ký là được. Túi này cưng này. Có cái túi này cưng này. Đấy, chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên là được. Kèm số ký vô. Từ 23 độ lên 35 cái độ về. Lên không chị em mình ơi. Lên ri bóc có 2 cái nó cong quá à. Hey, con đi hàng lẻ nhá. Chứ còn đi cho em 1 ri màu xanh nữa đi chị. Chứ đi 1 ri mà lên chị em mình bóc có 2 cái tiếc hàng lắm. Lẻ nát hàng lên đi lên về. Rồi lên ri xanh ngọc nữa đi. Rồi lên ri xanh ngọc nữa thôi. Comment mã xanh ngọc 100. Cái view này chị đi hàng lẻ được thôi. Hàng thứ cái không có 45. Rồi lên mã xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size từ 23 độ lên 35 cái độ về là có size. Đỏ 26 cho chị Ngọc làm. 26 chị Nguyễn Thị Ngọc làm. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng 125.000. 125.000. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất và 30 kg đỏ, nhỏ nhất là lấy size 23. Với 30 kg đỏ. Size nhỏ nhất với size 30 cho chị Phạm Thị Ly. Size nhỏ nhất và size 30 cho chị Phạm Thị Ly. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Comment mã này là bộ xanh ngọc cho Nguyên, kèm cho Nguyên số ký là được. Đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Mà đi 125. 125.000. Rồi nhá, bộ này bộ da cá vậy mình 125 kèm cho Nguyên số ký. Ok. 125 kèm số ký. Cái size nhỏ mà sao chị Ly bữa nó không lấy cái bộ xịn mà 160 mình à. Nó 160 không? Bộ xịn 160. Bộ nó mang Tết còn được. Rồi chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc. Thôi em lên trước tiếp luôn chị em cái mớ lẻ này đi. Lên tiếp cái mớ lẻ này đi. View này không có lay hàng ri được đâu. Hàng ri lên chút có 1 cái à. Ý là bữa sau mà vô chốt đơn rồi không chốt nữa đúng không? Cái này bán tặng kiểu xanh 28 thì cúc pha. Con này bán tặng
Con này lên mã kiểu cho Nguyên. Kiểu cái dạng mình mang vô mới ấy được, tại vì cái này mang vô nó sát như thế này. Cho mình thử nó ra như thế này rồi nhá. Dạng kiểu giống như vậy mình mang con áo crop top với mang cái chân váy. Mang cái chân váy, con này tặng thôi. Bán tặng luôn. Con này lên mã tặng. 26 kg. Lên mã Boris 52 kg độ về là đẹp. Lên mã tặng Boris. 52 kg độ về là ok. Con váy này bán tặng luôn. Con này 52 độ về, váy Boris dài tay nhé. Con này bán tặng 39 luôn đi. Cho nó gọn. Hàng 75. Hàng gọi là hàng sale 75 chứ không phải là 75. Hàng em sale 75 nghìn. Lên mã Boris chung là được. Bán tặng chị em mình con này 39 nghìn. Con này tặng 39 nhá, bán tặng 39 nghìn. Nha chị nào lấy mã váy Boris 39 cao luôn dùng là được. Xanh 3233 hồi nãy gì như Ngọc. Cái trước. Tặng cho chị Cúc Phan. Cái này mà chị mình mang vô mới thấy được cái phô. Rip size 50. Cái bo rip size 50. Mang lên mới thấy cái phô vì nó nhúng 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 như này chị em. Con này size 50. Lá đơn hết rồi cả. Còn còn cục to kìa. Còn coi còn đơn mua đánh luôn đẩy luôn. Đơn này. Đánh luôn đẩy luôn đi sao. Xong lên lấy nó luôn. Cam này em đi cho em 39k gọn luôn. Váy dây nhá, Boris. Váy dây Boris 39.000. À, này ốm ốm. Cam dài tay hay cam nào chị ơi, lấy mã váy dây cho Nguyên đi. Tặng 39 luôn. Váy dây tặng 39 luôn. Dây cam cho chị Thuy. Con này lấy xả 49 luôn. Mẹ để con này mang trời. 75.000. Xe có 49.000 à. Đây mã tim dây cam, chị Vy Ngô lấy dây cam. Hả? Dây cam cho tốt cho chị Nguyễn hả? Chị Nguyễn là sống chung cùng to đỡ hơn anh. Con này 49.000. Đây mã này là mã đỏ đô cho Nguyên nhá. Con này chị em mình 55 độ về mang đẹp nhất. Vải của nó là vải thun thái với kẹo mình không phải hàng khô sụn sụn. Bán thẳng con này 49.000. À váy cam dài tay, chị Tuyên Nguyễn là dài tay. Chị Tiên Nguyễn là dài tay, váy dây là của chị Vy Ngô và 49.000 nè chị Cúc Phan. Ok. Rồi. Con này cưng. Xả 49 luôn. Con này lên mã dài tay xả 49, giá này giá xả 49. Nha, dài tay 49k, lên hết cọc màn chị bằng. Ráng lên. Có 40 view. Ôi, chị không nói rõ khách chốt rồi. Rồi nhá, cho nguyên con này, họ không có váy cam dây nhá, khách chốt luôn rồi. Khách lái rồi, thôi chia đôi đi. Con này đi 49k. Lên mã dài tay 49, con này hàng đang đi 59.000. Lên mã 49k cho Nguyên là được. Con này em bán tặng, con này hơi bị bụi sức. Con này hơi bị bụi sức nhá, xây 60 cũng được luôn. Găng, tặng 19k luôn. Con này hơi bụi sức, ui cái này cưng. Hai bụi phần trên này chị em mình giặt là được. Size này đẹp nhất là chị em mình tầm 57 độ về, 60 chị em cũng được, hàng giả. Nhìn chắc này, nói chung là 60 chị em mình sẽ xác định là mang all body. Hôm nay tặng, hồi nãy đọc thôi, chi tiền. Tặng 19k. Hơi bụi phần trên xíu. Nha. Hơi bụi phần trên xíu. 49k. Cao quần lộn. Cho chị Vy Ngô. 19k. 19k. Đọc bại bị la. Rồi lên mãi dây đen. Con này bị ái cái top này. Cái trong cái tab này, này chị em mình giặt được. Con này lên mã 19k luôn. Trong cái tab đó, cái này chị em mình giặt được nhá. Chà chà nó ra nè. Thấy không? Trong cái con này 19k dây luôn. Size 48 Boris. 19k dây size 48 Boris nhá. 19k dây size 48. 49k luôn. Size 50, 50. 19 đen cho chị Vy Ngô. Phải không? Con này em đang đi 50. À quên lộn, đang đi 75.000. Con này cưng chưa nè. Eo, eo, eo. Chị nào nhỏ nhỏ con xíu, 50kg mang con này đẹp. 50kg mang con này đẹp nè chị em ơi. Cái con này không hạn Nguyên lấy luôn, 49.000. Đẹp ghê luôn, chị khách chốt rồi. Khách chốt rồi. Nâu hả? Nâu đó.
Hương từ Đặng Lina. Cái này cũng như thế. Con này tặng luôn. Không phải là bị rách nha, khổ lắm luôn ấy. Cái này kiểu của nó như thế này nè. Hot girl hay mang kiểu như thế này nè. Đó, mang giống như là chị em mình mang một áo cà rốt top và một cái chân váy kiểu, á à, chân váy cô. Size 50. Đây mã tặng thôi, con này bán tặng thôi. Không phải rách đâu nha. Kiểu của nó chứ không phải rách đâu đấy. Nhận hàng về cái em ơi, sao em ấy cho chị cái con váy bị rách. Con này là váy dài tay hồng. Nãy đi con này bao nhiêu tiền ta? Bỏ cho chị Vy Ngô con đi. Con này mấy hồi nãy bán bao nhiêu đấy? Con này chị bán bao nhiêu tiền? 49k đúng không? Rồi trong con này 49k luôn. Cái này dài tay body, dài tay 52 độ về chị em xúc đẹp 49k nó nha. Đây mã 49k trong nguyên ok. Ôm ôm ấy, body 49k. Đây con này 49k. Rồi còn một cái váy da nữa là hết. Hết tới rồi. Cái chồng bên này nè. Dùng. Eo, mang phân luôn đúng không? Eo lại luôn. Tưởng phân thì là con này đổi rồi. Đấy. Mưa cấp điện. Con này chị em về mặt nhà được nhá. Tại vì thế cái cặp bên này là có cặp kia bữa giờ thấy để bên này không lai. Con này nó hơi bị nhạt màu này chị em mang vô mới thấy. Mang vô cái này mới thấy được phô. Con này em bán tặng luôn. Bên này nè. Ừ xíu nữa cặp nó luôn nhưng mà cặp này trước. Cái chị gần trống rồi chuẩn bị bỏ phao lên được. Bỏ gió rồi lên được. Con này không tính tiền á. Con này hơi bị nhạt màu xíu. Để mặt nhà cũng được. Con này chị Vy Ngô con này không đâu. Tới cái chi đẹp ấy, đỏ đỏ này đẹp ấy. Đỏ này li li. Cái chị Vy Ngô không tính tiền. Con nó bị lỗi nhá. Con này lên mã sơ mi chấm bi. Con đẹp thiệt luôn ấy, em mang hay là mang thử vậy mình còn cái mất công. Size 55 độ về vải nó đẹp. Con này vải của nó vải chéo Thái. Hay view mà cao cao xíu không rác lại xíu nữa. 43 view. Lại mà tốt. Lại mà không tốt thì được. Trong cái con này. Con này đi 49k đi. Con này mua nha chị em mình ơi, vải nó rất là đẹp, vải chéo Thái. Size 52 55, sơ mi trung nguyên nhá. 49.000. Con này nên mua em thiệt luôn. Mình đi mua trăm mấy nghìn cái á. Chẳng là nhà Nguyên còn thứ cái là Nguyên bán tặng thôi. Đẹp như thế này. Chị nào đi làm công sở cũng được, đi tiệc đi đồ cũng được. Vải nó rất là đẹp nhá. Lên mã sơ mi cho Nguyên là được. 49k. Size cái này mà maximum là 55kg. Còn chút 52 là đẹp nhất. Lên mã sơ mi đỏ chung là được. 49k. Rẻ hơn người ta đi hàng si. Nguyên nói thiệt sự rẻ hơn dễ mình đi mua hàng si luôn. Chị nào lấy mã sơ mi chút sơ mi cho Nguyên là được. Xả. Cái này là áo kiểu sao kiểu đi. Bỏ lên bán tặng 1, 2, 3. Lên mã tặng kiểu đi. Con nó 49.000 chị em không chốt phí đó. 2 phút rồi không thấy khách tương tác. Hay ngưng đi. Hay ngưng đi chị em. Không lên được. Ráng lên cũng lên nấy bán tặng mà ít quá. Không thấy tương tác luôn. Em lên ba con này là em ngưng. Thôi ngưng đi chị em. Thôi ráng cái này để tối lại. Ít quá. Ngưng like nha chị em mà nói view ít quá. Tắt cái chị em mà nói với ba chị em mình hàng chị em mình lấy tối nhé. Hy vọng mà tối đừng có cúp điện. Lo dọn lục hết rồi. Sao ngưng like nha chị em mình ơi. Hàng chị em mình tối. Ờ để vô một góc tối xem. Mới đẩy vô một góc tới xem. Tao ngưng cái vẻ mà nói với ba chị em luôn nha.